HTN chào mừng bạn quay trở lại. Chúc bạn nghe truyện thư giãn. Xin giới thiệu bộ truyện mới chủ đề xuyên không niên đại. Bộ truyện thuộc thể loại huyền huyễn, ngôn tình, xuyên không, truyện cười, tiểu thuyết, trọng sinh, truyện sủng, nữ cường, gia đấu, hài hước, điền văn, hiện đại. Của tác giả Lạc Thủy gia nam. Mời bạn tham khảo, văn án, Hà Tinh thần, một cô gái trẻ miệng lưỡi độc địa đột nhiên biến thành một nữ thanh niên trí thức lương thiện nhút nhát bị nữ thanh niên trí thức cùng ký túc xá chèn ép và lợi dụng rồi cô lập hà tinh thần miệng tôi ngứa nắm đấm của tôi cũng rất cứng không trả đũa cô ta thì tôi thấy không thoải mái chút nào cô mắng chửi nữ thanh niên trí thức đi đầu trong việc bắt nạt cô những gì tôi phải chịu đựng sẽ bắt cô trả giá gấp đôi còn dân thôn xóm tôi đến đây để cải tạo tầng lớp nông dân nghèo và trung lưu phải thanh lọc không khí của xã hội bắt đầu từ tôi hoạt động của hà tinh thần dữ dội như một con hổ cô tự biến mình từ một nhân vật bên lệ thành một nhà lãnh đạo tầng lớp thanh niên trí thức thành lập nhà máy xây dựng thôn xóm mới thể hiện khả năng của bản thân trước thế giới rộng lớn kỳ thi tuyển sinh đại học được hồi phục tôi sẽ đưa bạn bè của mình vào đại học và cùng nhau khởi nghiệp mọi người sao trời lại tối thế hà tinh thần là vì tôi đang dẫn theo một đàn lợn bay trước đầu ngọn gió. Trần Tri mặt lạnh lùng trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, trong anh có vẻ không mấy thân thiện với người lạ, điều này khiến các nhà lãnh đạo và gia đình anh vô cùng đau đầu. Một người bạn chung của cả hai bên đã tiếp cận Hà Tinh Thần, cậu đọc miệng còn anh ta lại khó ưa, tại sao hai người không thành một đôi nhỉ? Hà Tinh Thần, tôi lấy tiền để chửi người, anh ta không đáng giá, Trần Tri mặt sầm mặt đi đến chỗ Hà Tinh Thần, sao cô biết tôi không đáng giá, hay là cô thử xem. Tập 1 Một buổi sáng tháng 4 năm 1970, mặt trời rực rỡ nhô lên từ phía đông, hương hoa dại thoang thoảng trong bầu không khí trong lành. Len Ken, tiếng chuông báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu vang lên dưới gốc cây đại thụ ở đầu thôn xóm, các thành viên của đại đội Thanh Sơn vội vã ra khỏi nhà để ra đồng làm việc mọi người rôm rã nói chuyện còn đùa giỡn với nhau trong đám người có một người đàn ông trung niên với tướng mạo thô kệch cười toe toét nói đùa với đội trưởng nữ ngô ngọc phân này ngọc phân nhìn cái bụng to của cô kìa cô lại có thai à cây gậy sắt ở nhà cô không chỉ làm việc chăm chỉ cả ngày mà đêm đến cũng năng suất quá nhỉ ha 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 các thành viên có mặt ở đó phá lên cười ngô ngọc phân bị trêu chọc không khó chịu cũng không tức giận vừa cười vừa chửi, bà nội, trong bụng cháu là dòng máu của bà, là cháu bà đó. Mọi người lại cười. Những xã viên này cười sổ sàng chẳng kiêng nể gì, các nữ thanh niên trí thức ở một bên đỏ mặt cúi đầu xấu hổ, tuy ở quê đã lâu nhưng họ vẫn chưa quen với kiểu nói những câu đùa tục tiểu như thế này. Một số nam thanh niên trí thức khác thì sáng mắt lên phấn khích, nháy mắt với nhau ngầm giao tiếp bằng mắt với nhau. Mọi người cười nói rôm rã, chẳng mấy chốc đã tới bờ ruộng nhân khoản nghĩ trước khi vào làm nữ thanh niên trí thức châu thanh dung lặng lẽ đến gần ngô ngọc phân nhỏ giọng hỏi chị ngọc phân tinh thần hồi phục thế nào rồi ngô ngọc phân nói mọi chuyện vẫn vậy cô ấy vẫn hôn mê suốt lúc tỉnh dậy cô ấy còn khóc nói rằng mình không ăn cắp tiền của lưu ngọc kiều từ nhỏ đến giờ cô ấy chưa từng ăn trộm tiền châu thanh dung nói tôi không tin tinh thần lấy cắp tiền nhưng lai lịch của tôi không tốt chẳng ai tin lời tôi nói cả kể cả tôi muốn giúp cô ấy cũng không được ngô ngọc phân nhìn châu thanh dung với ánh mắt thông cảm cô gái này đẹp người đẹp nết nhưng tiếc là xuất thân không tốt lắm cô ấy là con gái của một nhà tư bản châu thanh dung bình thường thận trọng dè dặt không dám nói sai một lời nào giờ cô ấy còn không bảo vệ được chính mình chứ nói gì đến chuyện giúp hà tinh thần sau khi châu thanh dung hỏi xong cô ấy lặng lẽ trở lại chỗ của nhóm thanh niên trí thức để chuẩn bị công việc lưu ngọc kiều vẫn luôn yên lặng theo dõi nhất cử nhất động của châu thanh dung thấy châu thanh dung trở lại cô ta cười lạnh nói với bạn đồng hành thật sự là lúc người ta sinh bệnh cái gì cũng không nói được không làm được đúng là tốn tiền mà chỉ tổ tổn thất những người đi cùng cô ta đồng thanh nói đúng vậy cô ta bị bệnh cũng đúng lúc ghê lưu ngọc kiều tiếp tục nói chiêu này rất lợi hại những người thiển cận như chúng ta không thể đối phó với người như vậy tốt hơn hết là sau này phải cẩn thận yên tâm đi ngọc kiều cô không cần nói chúng tôi cũng biết chúng tôi đều sẽ làm ngơ cô ta ai lại muốn kết giao với phường trọng cước mọi người xì xào bàn tán với nhau hà tinh thần này thật khiến người ta ghét bỏ tôi đã sớm không ưa cô ta rồi cô ta lúc nào cũng soi mói này nọ làm việc không thoáng chút nào Cô ta làm như lúc nào mình cũng bị bắt nạt, thích giả vờ đáng thương. Nhìn mà lộn cả ruột. Còn giả bộ tích cực. Phải. Châu Thanh Dung im lặng cúi đầu, cắn môi, vẫn rụt trẻ nói, tôi không nghĩ tinh thần lại giống như mọi người nói, cô ấy tốt bụng và nhiệt tình, cũng chưa từng chảnh mãn trong công việc. Còn làm việc giúp chị dâu Thái Anh. Thấy có người lên tiếng thay hà tinh thần, Lưu Ngọc Kiều hừ lạnh một cái cô ta liếc châu thanh dung khinh thường nói con gái nhà tư bản thông cảm với một tên trộm đúng là biết cách giúp đỡ lẫn nhau hai người giống như rắn chuột cùng ổ vậy châu thanh dung cố nén cơn giận của mình để tranh luận tinh thần không phải trộm dù gì cũng chẳng có ai tận mắt nhìn thấy cô ấy lấy tiền của cô kể cả thẩm phán cũng phải xem xét đến bằng chứng khi xét xử một vụ án lương ngọc kiều cao giọng nói cô ta không trộm thì ai trộm cô ta không có trộm tiền của thì lấy tiền đâu mà mua đồ ăn. Tinh thần nói tiền đó là do chị họ cho cô ấy. Chị họ cô ấy đang xây dựng một quân đoàn ở tỉnh H, thế nên được trả lương hàng tháng. Giấy chuyển tiền của chị họ cô ấy đâu? Số tiền này là do đồng đội của chị họ cô ấy mang tới. Cô ấy đưa Lâm Hồng về nhà lấy tiền. Nếu cô không tin, khi nào Lâm Hồng quay lại có thể hỏi cô ấy. Lưu Ngọc Kiều lớn tiếng nói, Lâm Hồng không hợp với tôi, lại còn chơi thân với Hà Tinh Thần. Tất nhiên cô ta sẽ nói tốt cho Hà Tinh Thần. Lời của cô ta không đáng tin. Sau đó, cô ta nghiêm giọng nói tiếp, Châu Thanh Dung, cô là con gái của tư bản và một tên hát ngủ, cô có quyền gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Nếu không phải người dân chúng tôi bao dung độ lượng thì cô đã sớm bị đuổi về đoàn tụ với gia đình rồi. Nhìn lại thân phận của mình đi. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, hát ngũ thường được dùng để chỉ những đứa con của địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu, cánh hữu, tức là địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu, cánh hữu. Dưới ảnh hưởng của quan niệm này, trẻ em hát ngũ bị phân biệt đối xử trong việc kết nạp đảng, phân công tốt nghiệp, tuyển chọn, nhập ngũ, xúc tiến tình yêu và hôn nhân, v.v. Sau khi Trung Quốc cải cách và mở cửa, cách mạng văn hóa bị phủ nhận hoàn toàn khái niệm nguồn gốc gia đình dần phai nhạc và thuật ngữ chính trị hát ngủ không còn được sử dụng những người khác hả hê nhìn châu thanh dung châu thanh dung hốc mắt đỏ hoe cúi đầu yên lặng cô ấy âm thầm làm việc nếu có lâm hồng ở đây thì tốt quá cô ấy có tài ăn nói xuất thân tốt còn là người biết phải trái cô ấy chắc chắn sẽ sẵn sàng lên tiếng thay cho tinh thần thấy châu thanh dung im lặng lưu ngọc kiều mỉm cười đắc ý trong căn phòng bên hông ở nhà ngô ngọc phân hà tinh thần thức dậy mồ hôi đầm đìa khắp người cô chậm rãi ngồi dậy từng đợt ký ức như thủy triều tràn vào trong đầu cô đó là ký ức ban đầu của hà tinh thần nguyên chủ sinh ra trong một gia đình công nhân ở tỉnh lỵ có năm anh chị em cô là con thứ tư trên cô còn có hai chị gái một anh trai và một em trai cô là đứa con gái ít được quan tâm nhất trong gia đình khi phong trào người trẻ về nơi nghèo khó bắt đầu chị cả trong nhà đã đi lấy chồng, chị hai vội vàng lấy một người đàn ông hơn mình 8 tuổi để khỏi phải về quê. Anh cả và em trai cô là đàn ông sao có thể về nơi nghèo khó. Vì vậy, Hà Tinh thần khi đó mới 16 tuổi, đã bị gia đình đẩy về nông thôn với tư cách là người đại diện. Ông Hà nói, con là đứa nhút nhát, cần phải ra thế giới rộng lớn để mài dũa. Bà Hà nói, chính sách như thế thì chúng ta đành chịu thôi con luôn là đứa con ngoan nhất trong nhà con phải nghĩ cho gia đình và anh chị em của mình sau khi nguyên chủ về nông thôn thì rất chật vật với cuộc sống ở quê cô ấy không hòa hợp được với thanh niên trí thức ở cùng mình nửa đêm âm thầm rơi lệ không biết bao nhiêu lần may mắn thay vẫn còn một tia sáng trong cuộc đời nguyên chủ đó là đối tượng của cô ấy hồ gia hoa hồ gia hoa thuộc đội bên cạnh dáng người cao ráo đẹp trai tính tình hoạt bát vui vẻ anh ta nói mục tiêu của đội thanh niên trí thức có ảnh hưởng xấu, cho nên phải giấu những người khác mà lén qua lại. Hà tinh thần vừa hay lại thiếu thốn tình yêu, tính tình lại chất phát, cô ấy rất hào phóng với Hồ Gia Hoa, ăn mặc tiết kiệm là thế nhưng lại rất hào phóng với anh ta. Hà tinh thần đã tổng hợp được toàn bộ ký ức về nguyên chủ, cô chợt thở dài, cuộc sống của nguyên chủ nên được gọi là cuộc đời của tinh tử bị CPU. Ngoài những vấn đề mang tính lịch sử này, hà tinh thần còn phải đối mặt với một vấn đề thực tế khác lưu ngọc kiều buộc tội cô ăn cắp tiền lưu ngọc kiều là con gái nhà gia giáo xuất thân trong gia đình cán bộ xinh đẹp tính tình hoạt bát vui vẻ được các em gái vây quanh được các nam thanh niên trí thức yêu thích bị một người như vậy quy tội hà tinh thần không thể phản bác lưu ngọc kiều đi đầu ném chăn ga gối đệm của hà tinh thần ra ngoài tuyên bố đuổi cô ra khỏi đội thanh niên trí thức ngô ngọc phân là đội trưởng nữ phải đưa hà tinh thần về nhà mình sống tạm. một khi nguyên chủ trải qua hàng loạt đã kíp này bị ốm nặng, vậy thì hà tinh thần ở thời hiện đại sẽ được hơi. hà tinh thần không ngờ mình chỉ bị cảm nặng, nhưng cô đã bắt kịp chuyến tàu cuối cùng để xuyên không. tiếc rằng cô chưa có dịp tiêu số tài sản khổng lồ mà mình kiếm được nhờ lao động cật lực. cô hy vọng hai người có thể tương thông, để nguyên chủ đáng thương cũng có thể hưởng thụ. nếu không phải vì xuyên không tài sản của cô cũng không thể để người khác chiếm dụng được cô sợ nếu mình gặp tai nạn thì đứa em trai tâm cơ của mình sẽ được hời cho nên cô đã công chứng di chúc sớm di chúc được giao cho một người bạn của cô là luật sư sau khi cô qua đời toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho các bé gái thất học và cô nhi viện ở miền núi dù sao cũng còn hơn là để lại cho bố mẹ vô trách nhiệm và mấy người anh em ruột kia hưởng suy nghĩ một hồi hà tinh thần nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình Cô không mấy lưu luyến thế giới đó, sống ở đâu mà chẳng là sống. Dù sao cũng đều không dễ dàng, ở đây cũng phải vật lộn mà thôi. Cô nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, ở nông thôn vào những năm 1970, điều kiện khó khăn, nhưng không phải là không thể chịu nổi. Cô thân là đứa con bị bỏ lại phía sau, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà bà nội rồi nhà ông ngoại ở nông thôn, lớn lên như cỏ dại, với khả năng thích ứng của cô, hẳn không thành vấn đề cô đã trải qua môi trường khắc nghiệt như vậy cho nên hà tinh thần kiên quyết không chịu bị coi là kẻ trộm hà tinh thần rất có kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề tương tự chu chiêu một người béo nổi tiếng ở anh đã từng nói nếu ai đó nói bạn đã ăn đồ ăn của anh ta bạn không nên mổ bụng mình ra để chứng minh mình vô tội chuyện bạn cần làm là nuốt con mắt của người ta vào bụng để họ tận mắt trông cho rõ hà tinh thần suy nghĩ một lúc rồi từ từ bước xuống giường lúc này thể trạng của cô vô cùng yếu ớt. Cô dựa vào thành giường nhắm mắt đứng một lúc, đợi tới khi đầu thấy bớt choáng ván mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Bụng hà tinh thần đói meo, nhưng đây là nhà của Ngô Ngọc Phân, đội trưởng đội phụ nữ, cô sống trong một căn phòng bên hông nhà, cửa phòng chính bị khóa, có điều cửa nhà bếp không khóa, nhưng đang ở nhà người khác, cô cũng không thể tùy tiện lục loại đồ của họ được cô thấy trước cửa phòng bếp có một cái thùng nước lớn, bèn bước tới, tháo tấm gỗ đầy thùng múc một gáo nước, đổ vào miệng uống, lúc này dù có là nước lã cô cũng kệ, cũng không phải lúc nào cũng uống, sẽ không chết được đâu. Sau khi uống nước xong, Hà tinh thần vứt lại gáo vào bể rồi đậy nắp lại. Cô nhìn lên trời, mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, phía tây bầu trời đỏ như máu. Có lẽ đám xã viên cũng sắp tan làm cô phải quay lại chỗ ở của nhóm thanh niên trí thức và đợi lưu ngọc kiều đó nếu hôm nay cô không giải quyết xong món nợ thì tối nay cô sẽ ngủ không ngon nổi từ nhỏ hà tinh thần đã có thói quen có thù tất báo tại hiện trường hà tinh thần đóng cửa sân nhà đi về phía nơi ở của nhóm thanh niên trí thức theo trí nhớ của mình đang vừa đi vừa nghỉ đột nhiên cô nghe thấy giọng nói vui vẻ của một đứa trẻ gọi mình chị tinh tinh Hà tinh thần lần theo tiếng gọi thì thấy đó là một cô bé khoảng 7, 8 tuổi, mặt mũi lắm lem, đầu tóc rối tung như tổ chim, quần áo chằng chịt những mảnh vá. Cô bé cười toe toét với hà tinh thần, để lộ cái miệng bị mất trăng cửa. Cô bé tên là Mộ Liên trong nhà chị dâu Thái Anh, khi còn nhỏ bị sốt lại không được chữa trị kịp thời nên trở nên ngốc. Chị dâu Thái Anh là quá phụ một mình nuôi ba đứa con, cuộc sống rất khó khăn, thậm chí Hà Tinh Thần còn phụ giúp chị ấy một số công việc. Lần này, Thái Anh định đưa Hà Tinh Thần ở nhà mình, nhưng nhà chị ấy có quá nhiều trẻ con, không gian hạn hẹp thành ra chật chội. Cuối cùng, Ngô Ngọc Phân đã quyết định để Hà Tinh Thần sống trong nhà mình. Mộ Liên lấy từ trong túi ra một nửa chiếc bánh ngô nhét vào tay Hà Tinh Thần. Chị, em để dành cho chị, chị mau ăn đi. Hà Tinh Thần cầm lấy chiếc bánh ngô, không khỏi sửng sốt thời đại này vật tư thiếu thốn hầu như nhà nào cũng không đủ ăn nhà nào khó khăn quá có khi vào mùa giáp hạt còn không đủ ăn những cô bé như mộ liên thuộc cuối chuỗi thức ăn về cơ bản bọn họ không đủ ăn vậy mà cô bé lại để lại một nửa chiếc bánh kết cho mình trái tim mềm yếu của hà tinh thần đã rung động bởi tấm lòng của cô bé ngốc nghếch này mộ liên thấy hà tinh thần ngơ ngác cầm bánh kết không chịu ăn liền nhớ tới trong thôn bàn tán cho rằng cô không thích mình ở bẩn nên vội vàng giải thích em hôm nay em rửa tay rồi giờ tay em không có bẩn chị không tin thì nhìn đi vừa nói cô bé vừa đưa tay ra trước mặt hà tinh thần hà tinh thần mỉm cười với cô bé cắn một miếng bánh kết cứng đơ rồi nói chị không chê em bẩn mộ liên em quả là một cô bé ngoan và tốt bụng chị rất vui khi được gặp em mộ liên cười khúc khích trước giờ chưa từng có ai khen ngợi cô bé chị tinh tinh thật tốt bụng đúng lúc đó thì có tiếng chuông reo mộ liên hoảng sợ nói em em phải đi rồi công việc của em còn chưa xong mẹ sẽ mắng em mất nói xong cô bé lại vội vàng chạy đi hà tinh thần đi về phía nơi ở của nhóm thanh niên trí thức trong khi nhấm nháp miếng bánh kết sau khi ăn bánh xong năng lượng của cô có hồi phục một chút thực ra với tình trạng thể chất hiện tại của cô thật sự không thích hợp để làm loạn hôm nay. Nhưng cô không đợi được nữa, sức khỏe không tốt lại có tật thích đấu võ mồm, cô là loại phụ nữ to gan có thể cầm loa chửi người khác, bởi vì nín nhìn sẽ chỉ làm ngực chứng tim đau, vì sức khỏe của bản thân và một xã hội trong sạch, cô phải mắng chửi lại mới được. Nơi ở của thanh niên trí thức nằm ở phía bắc đại đội, được xây dựng lại từ một vựa lúa cũ của đại đội, ở giữa có một cái sân rộng, sân chia làm hai phần phần giữa có hàng rào bằng tre ngăn cách. Nam thanh niên trí thức sống ở phía Tây còn nữ thanh niên trí thức sống ở phía Đông. Cả hai bên đều là loại cửa hàng lớn tập thể, thật không may, giường của Hà Tinh Thần nằm cạnh giường của Lưu Ngọc Kiều. Sau khi Lưu Ngọc Kiều mất tiền, Hà Tinh Thần là người đầu tiên bị nghi ngờ, chị họ Hà Tâm Nguyệt của cô chỉ rủ cô tạc qua chơi. Các đồng chí ở đây đã cho cô 10 nhân dân tệ, cho nên cô đã mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày bằng số tiền đó. Lưu Ngọc Kiều cứ khăng khăng rằng Hà Tinh Thần đã lấy trộm tiền của mình, dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này mất. Hà Tinh Thần không vào, cô tìm một tảng đá ngoài sân, lặng lặng ngồi xuống đợi những thanh niên trí thức này tan tầm. Mười phút sau, từng nhóm nhỏ những thanh niên trí thức cùng nhau ra về. Mọi người nhìn thấy Hà Tinh Thần thì nhất thời giật mình, rồi lại bắt đầu xì xào với nhau. Cô ta còn mặt mũi trở lại kìa ừm trông chẳng có vẻ gì là biết xấu hổ cô ta mặc dày thật đấy cô ta quay lại đây làm gì ai biết đi xem nào càng lúc càng nhiều người nam thanh niên trí thức cũng về rồi ngày càng có nhiều người nhìn chầm chằm vào hà tinh thần hà tinh thần không đỏ mặt không hoảng sợ cô ngồi sổng bên cạnh tảng đá nhổ cỏ đuôi chó tết thành mũ rơm mười phút sau đợi mọi người đã tập trung đông đủ nhân vật chính lưu ngọc kiều mới xuất hiện hà tinh thần từ từ đứng dậy vươn vai vận động tay chân một chút lưu ngọc kiều chế nhạo khoanh tay nhìn hà tinh thần giống như đang xem một con khỉ làm xiết những người khác cũng đang chờ đợi bộ kịch hay sắp diễn ra với tâm lý háo hức đi hóng hớt lưu ngọc kiều đánh tiếng nói hà tinh thần cô đã khỏi bệnh rồi à không ngờ cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi đúng thật là dũng cảm hà tinh thần ngạo nghễ hỏi lưu ngọc kiều Lúc cô ném chăn gối của tôi đi, cô đã giấu phiếu 5 cân lương thực quốc gia trong gối của tôi ở đâu rồi? Mọi người nghe xong lời này, không khỏi giật mình, Lưu Ngọc Kiều càng thêm kinh ngạc. Hạ Tinh Thần bắt chước giọng điệu lúc trước của Lưu Ngọc Kiều, dây trước còn nhiệt tình, dây sau đã thấy thất vọng sâu sắc, "Lưu Ngọc Kiều, tôi chỉ biết rằng cô thích thể hiện, dựa vào xuất thân của mình để áp đảo người khác, không để tâm đến những đồng chí bình thường như công nhân chúng tôi." chỉ là tôi không ngờ cô lại có thể làm ra chuyện như vậy tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cô đó cô làm vậy chỉ tổ làm mất uy tín của gia đình cán bộ đỏ mà thôi mọi người lương ngọc kiều thoáng kinh ngạc sau đó mặt đỏ bừng tức giận trợn to mắt quát hà tinh thần làm ơn chú ý đến lời nói của mình đừng có ngậm máu phun người tôi ném chăn ga của cô đi nhưng không có lấy phiếu lương thực của cô ai biết cô cất phiếu lương thực trong gối chướng hà tinh thần nhàn nhạt nói giường của chúng ta gần nhau như vậy cô vẫn luôn lén lút theo dõi tôi đương nhiên cô biết phiếu lương thực của tôi cất ở đâu lương ngọc kiều tức giận cao giọng quát hà tinh thần cô nói lời bậy bạ tráo trở trắng trợn gì vậy mắt nào của cô nhìn thấy tôi lấy phiếu lương thực của cô có ai làm chứng không hà tinh thần cười khẩy chứng cứ cá nhân tất cả mọi người đều là nhân chứng còn cần chứng minh sao nhất định là cô ăn trộm nếu không ăn trộm làm sao có phiếu ăn để đi ăn nhà hàng trong thị trấn đó là phiếu ăn ba mẹ tôi đưa cho vậy thì chứng minh đi nào bây giờ chúng ta gọi điện về hỏi bố mẹ tôi hà tinh thần đứng yên tại chỗ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nếu cô gọi điện thoại thì sao đương nhiên ba mẹ cô sẽ nói tốt cho cô lời khai của họ không đáng tin Lưu Ngọc Kiều bị chính lời nói của mình đẩy vào thế bí, ngực phập phòng dữ dội vì tức giận. Cô ta nhìn những người bạn đi cùng mình với đôi mắt ngấn lệ. Nữ thanh niên trí thức Trương Diễm là người đầu tiên đứng lên nói thay cho Lưu Ngọc Kiều, đồng chí Hà, sao cô có thể vu khống Lưu Ngọc Kiều mà không có bằng chứng? Hơn nữa, Lưu Ngọc Kiều thiếu năm xu tem phiếu lương thực của cô sao? Hà tinh thần chỉ tay về phía Trương Diễm, ồ, tôi nhớ rồi, năm đó chính cô là người ném chăn ra của tôi giờ còn nói thay cô ta vậy có nghĩa là cô cũng tham gia sao hơn nữa trộm cắp và thiếu thốn lại bị coi là không sao phải chăng vì thiếu ruộng đất mà bọn địa chủ trong xã hội cũ cướp ruộng của nông dân đó là vì chúng độc ác và tham lam những người vô sản chúng ta có gì trong tay không nhưng chí ít chúng ta vẫn chí khí và chính trực không bao giờ lợi dụng người khác trương diễm cũng không nói nên lời quả thực khó mà bác bỏ ngoài trương diễm còn có những người khác cũng nói thay cho lưu ngọc kiều nhưng hà tinh thần chỉ chủ trương chọc giận bên kia quả thực sau đó không thể nói gì nữa hôm nay hà tinh thần đã thể hiện hết các ngón nghề của mình khẩu chiến ác liệt không thua kém gì đối phương mọi người thấy vậy đều rất ngạc nhiên hà tinh thần bắt gặp ánh mắt của mọi người tức giận nói lưu ngọc kiều cô tưởng cô vu khống tôi ăn cắp tiền vì tôi nghèo sao cô có nghĩ tôi có thể tùy tiện bắt nạt cô vì tôi xuất thân bình thường không tôi nói cho cô biết hà tinh thần tôi là một người thuộc tầng lớp lao động có gốc rễ mạnh mẽ người khác không có tư cách giày xéo thân phận của tôi không có quyền xúc phạm và chà đạp tôi theo lý thuyết của cô giai cấp vô sản là người nghèo sẽ ăn cắp tiền sao cô đặt những nông dân nghèo và trung lưu ở đâu cứ cho là cô là ngũ loại đỏ chứ chưa đạt được ngũ loại sướng tôi còn nghi ngờ giai cấp của cô đã xuống cấp rồi đấy lời buộc tội này còn nghiêm trọng hơn lời buộc tội cô ta ăn trộm phiếu lương thực vừa rồi lưu ngọc kiều muốn biện hộ nhưng nhất thời không nghĩ ra lời lẽ thích hợp nhất thời tức giận bất bình không thể kìm nén được cứ thế bật khóc thấy cô ta khóc những nam thanh niên trí thức đứng xem không thể chịu đựng được nữa đồng hương của lưu ngọc kiều viên minh là người đầu tiên đứng lên và lên tiếng hà tinh thần cô đủ rồi đấy đừng gán cho bạn tôi cái tội danh lớn như vậy sau viên minh lý thanh hải một nam thanh niên trí thức cũng đứng lên nói thay cho lưu ngọc kiều đồng chí hà cô quá đáng rồi đầu tiên cô vu cáo đồng chí lưu ăn cắp phiếu lương thực của cô rồi lại buộc tội cô ấy sa sút tầng lớp hà tinh thần không quen biết với hai người này cô chế nhạo khi lưu ngọc kiều vu oan cho tôi vì tội ăn cắp tiền của cô ta mấy người đâu có sốc hay ngạc nhiên gì Giờ tình hình đã xoay chuyển, đến lượt cô ta chịu cáo buộc thì mấy người lại ngạc nhiên dậy nảy lên, đúng là đồng minh nên thi nhau bất bình hộ nhỉ. Thật không ngờ 21 năm sau giải phóng, tôi vẫn có thể nghe thấy thuyết về sự ngạc nhiên của quân đồng minh trên vùng đất mới của Trung Quốc. Hai người thực sự khiến tôi kinh ngạc. Viên Minh và Lý Thanh Hải trợn tròn mắt giận dữ, Lý Thanh Hải tính tình thất thường, là loại người hễ bất đồng với người khác sẽ vung nắm đấm. Anh ta bước tới, dùng nắm đấm đe dọa hà tinh thần đừng tưởng cô là đồng chí nữ thì tôi sẽ không dám đánh nhé mọi người nghe xong lời này không khỏi há hốc mồm nhưng hà tinh thần hoàn toàn không sợ hãi cô cúi xuống nhặt một viên gạch vỡ cầm trong tay khinh thường nói tôi khác với anh tôi chỉ đánh đàn ông chỉ cần anh dám ra tay động đến một ngón tay của tôi vậy thì tôi cũng phối hợp với anh vậy tôi dám khiến anh vỡ đầu đấy không tin cứ thử xem lý thanh hải kinh ngạc trợn to hai mắt bình thường đồng chí nữ cãi nhau với anh ta chỉ cần anh ta nói ra lời này thì chí khí của đối phương sẽ vô tình yếu đi dù sao thì sức mạnh thể chất của một người đàn ông cũng áp đảo một người phụ nữ những cô gái bình thường sẽ sợ hãi vậy mà bất ngờ thay hà tinh thần lại không hề sợ hãi thật ra hồi nhỏ hà tinh thần khi còn nhỏ cũng rất sợ khi đánh nhau với con trai nhưng sợ hãi có ích gì sợ rồi thì đối phương sẽ không đánh bạn sao chỉ khi bạn tàn nhẫn liều lĩnh thì bên kia mới sợ bạn hơn nữa cô cũng vô cùng ghét bọn đàn ông nói năng kiểu này hôm nay cô phải dạy cho lý thanh hải này một bài học lý thanh hải cảm thấy nhân phẩm và thể diện của mình bị khiêu khích trong lòng càng thêm tức giận anh ta gầm lên đừng tưởng tôi không sợ hà tinh thần không sợ hãi cứ thử đi tôi sẽ giết anh Đúng lúc mọi người thấy tình hình sắp không ổn rồi, họ vội vàng thuyết phục hai người làm hòa. Lưu Ngọc Kiều cũng khóc lóc xin Lý Thanh Hải đừng làm gì cả. Vài người cũng khuyên Hà Tinh Thần nên dừng lại, biết chừng mực bỏ qua cho đối phương. Sau đó, Ngô Ngọc Phân và Châu Thanh Dung cùng với một nhóm người trong thôn đi đến. Ngô Ngọc Phân đi tới, thấy có gì đó không ổn nên vội vàng ngăn lại, "Lý Thanh Hải, anh không được phép làm gì với nữ đồng chí." tiểu hà cô bỏ gạch xuống mọi người có gì từ từ nói châu thanh dung nhanh chóng chạy đến bên hà tinh thần nhẹ giọng thuyết phục tinh thần bỏ viên gạch xuống chúng ta nói chuyện đàng hoàng với bọn họ ở đằng kia ngô ngọc phân và dân trong thôn vẫn đang cố gắng thuyết phục lý thanh hải tiểu lý cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không được ra tay với nữ đồng chí lý thanh hải lắc lắc cổ kêu tôi cũng không muốn làm như vậy là bởi vì họ hà ăn nói quá khó nghe bọn tôi có lòng tốt giúp đỡ khuyên nhủ, cô ta lại vô cớ mắng người. Hà tinh thần lớn tiếng nói, anh còn nói mình có lòng tốt thuyết phục tôi sao? Lần trước khi Lưu Ngọc Kiều sai tôi, tại sao lúc đó anh không giúp khuyên giải? Mà lần này lại xuất hiện ở đây. Viên Minh nhìn chầm chầm vào Hà tinh thần, có mà cô làm sai ấy. Nếu cô là nam đồng chí thì tôi đã đánh cô một trận rồi. Bản thân Hà Tinh Thần đặc biệt phản cảm với câu nói này, vậy mà cô đã phải đã nghe nó hai lần trong một thời gian ngắn như này người đàn ông nói câu này lần trước đã bị cô đánh gãy một chiếc răng cửa suốt một tuần trời phải lăn trứng cho bớt sưng hà tinh thần hung hăng chế nhạo đồng chí viên minh nếu tôi có là nam đồng chí thật thì anh cũng không dám nói lời này tin không anh thật giống một con cuông bị thiến nhát gan hung dữ tôi và anh khác nhau vì anh là nam đồng chí nên tôi mới muốn đánh anh viên minh hoàn toàn nổi giận anh ta nhìn chằm chằm vào hà tinh thần với đôi mắt đỏ vằn lên tia máu ngược lại hà tinh thần nhìn lại anh ta mà không hề sợ hãi mặc dù viên minh không cao ráo cũng không khỏe khoắn gì nhưng anh ta vẫn có ưu thế trước hà tinh thần gầy gò châu thanh dung sợ run lên vội vàng thuyết phục mọi người đều là thanh niên có học ở cùng sân có chuyện gì từ từ nói tuyệt đối đừng đánh nhau ngô ngọc phân và lưu ngọc kiều cũng thay nhau thuyết phục viên minh còn Lý Thanh Hải lại cười hả hê ở một bên. Hà Tinh Thần đặt viên gạch xuống, quay lại tìm cái quất. Mọi người nhìn cảnh này đều chết lặng. Có vẻ hôm nay tâm trạng của Hà Tinh Thần không ổn chút nào, cô như bị điên. Trước đây, Hà Tinh Thần trung thực nhút nhát, không nói nhiều, chỉ cúi đầu chăm chăm làm việc. Những người đến hóng hớt cũng cảm thấy có gì đó không ổn, họ thì thầm với Ngô Ngọc Phân, "Ngọc Phân, hôm nay cô bé này không ổn." chẳng lẽ là phát sốt rồi kiệt sức ngô ngọc phân nói tôi cũng không biết có điều hai ngày nay cô ấy không ăn không uống cứ hay nói linh tinh cũng có người nói cũng có thể là bị bức ép quá đáng thọ đến đường cùng cũng cắn người châu thanh dung thấy hà tinh thần thay đổi chóng mặt như vậy thì cũng ngạc nhiên giật mình cô ấy quan tâm hỏi tinh thần cô không sao chứ hà tinh thần nghe thấy mọi người xì xào bàn tán mỉm cười với Châu Thanh Dung, tôi không sao, tôi chỉ là bị bức ép quá mà thôi. Phải, cô đã bị dồn vào đường cùng, cô sắp cắn ngược lại rồi đấy. Mặc dù Hà Tinh Thần không thích giải thích cũng không chứng minh gì cho bản thân, nhưng vì cuộc sống sau này, cô cần phải ở đây để giải thích bổ sung, để trước sau đều có sự liền mạch thống nhất. Nghĩ đến đây, cô dùng quốc làm kiếm, dựa xuống đất, đoan đoan chính chính nói, "Hỡi các đồng chí tri thanh, các bậc cha mẹ và đồng bào" tôi biết mọi người đều rất ngạc nhiên và kinh ngạc trước những thay đổi của tôi thành thật mà nói không chỉ mọi người ngay cả bố mẹ tôi cũng không thể tin được khi nhìn thấy tôi như vậy tôi đã từng là một người trung thực và có trách nhiệm từ khi hồi hương tôi không dám nói một lời nào chỉ biết làm việc chăm chỉ và làm tròn bổn phận của mình sống lặng lẽ ở đất này và âm thầm học tập chỉ để thực hiện lời dạy tha thiết của bác Cải tạo dân nghèo và trung nông lao động, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Tri Thanh, thanh niên trí thức, tôi cứ ngỡ mình sẽ tiếp tục học tập và sống một cách bình yên như vậy. Nhưng có người lại không giống với mong muốn của tôi, Lưu Ngọc Kiều đã đánh mất 10 nhân dân tệ, tình cờ người đồng đội của anh họ tôi đã cho tôi 10 nhân dân tệ và phiếu 5 cân thực phẩm. Sau đó tôi bị nghi ngờ. Dù tôi có biện hộ thế nào thì cô ấy cũng không tin, nhất quyết cho rằng tôi đã lấy trộm tôi bị đuổi khỏi tri thanh điểm và tôi phải nằm liệt giường từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ngoan một học sinh giỏi thậm chí chưa bao giờ trộm một cái kim khâu nào của người khác tôi tủi nhục đến nỗi tim tôi như muốn sụp đổ hành vi của đồng nghiệp lưu ngọc kiều khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng bản thân hiền lành sẽ bị bắt nạt người lương thiện càng dễ bị bắt nạt tôi không làm gì sai cả chỉ là tôi trong yếu đuối thôi nói tới đây hà tinh thần lạnh lùng nói nếu đã như vậy thì tôi đây sẽ không làm người lương thiện nữa hôm nay mạo hiểm tính mạng nhất định phải để cho một số người thấy hà tinh thần không dễ bắt nạt dù tôi có chết cũng phải kéo được hai người chịu tội cùng phải để hai bả vai gánh vác cả cái đầu ai sợ cái chứ mọi người kinh ngạc nhìn cô không khí tại hiện trường trở nên nghiêm túc và căng thẳng hà tinh thần nói xong nhìn về phía lưu ngọc kiều lớn tiếng hỏi đồng nghiệp lưu ngọc kiều bây giờ tôi hỏi lại đồng nghiệp có phải đồng nghiệp ăn trộm tem phiếu thực phẩm của tôi không lương ngọc kiều gay gắt phủ nhận tôi không có ăn trộm thật sự không có tuyệt đối không có cô có chắc không tôi chắc chắn tiền của cô thực sự là tôi lấy sao lương ngọc kiều còn đang đắm chìm trong vấn đề trước không kịp xoay chuyển thốt ra không phải trả lời xong cô ta mới phát hiện đây là một cái bẫy nhanh chóng lắc đầu phủ nhận tôi cũng không chắc chắn có phải cô trộm không, trái lại cô chứng minh bản thân không có trộm đi. Hà tinh thần không chứng minh bản thân mà ngược lại từng bước áp sát Lưu Ngọc Kiều. Lưu Ngọc Kiều sao cô không chứng minh cô không có trộm lương phiếu? Lưu Ngọc Kiều khóc lóc nói, tôi không có trộm, trong nhà tôi không thiếu chút lương phiếu đó của cô, tôi có cần đến mức chỉ vì 5 cân lương phiếu mà hủy hoại danh tiếng của bản thân không? Hà tinh thần cô đừng có vu oan cho tôi hà tinh thần cười hỏi ồ nhà cô không thiếu thì cô sẽ không trộm sao ý của cô chính là nói người thiếu sẽ trộm lương ngọc kiều nhanh chóng phủ nhận tôi không có ý này dù sao tôi cũng không có trộm hà tinh thần tiếp tục hỏi cô không trộm lương phiếu của tôi vậy thì ai trộm sao tôi biết được chuyện này liên quan gì đến tôi sao lại không liên quan đến cô lương phiếu của tôi mất rồi nó không thể tự nhiên mất tích được cô nói có phải không cảm xúc của lưu kiều ngọc không ổn định vô cùng cô ta thét lên đồ của cô có mất hay không có liên quan gì đến tôi tôi không có trộm thì chính là không trộm có hay thì cô đi lục soát đi hà tinh thần quay người bước vào ký túc xá đi thẳng tới giường của lưu ngọc kiều đem chăn đệm và hành lý ném ra ngoài ký túc xá sau khi vứt đồ xong cô phủi tay chán ghét nói thực ra tôi cũng không muốn thế này nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng việc sống chung với một tên trộm tôi cũng là vì lợi ích của các đồng chí khác thôi đây cũng chính là lời lưu ngọc kiều nói lần trước khi cô ta ném hành lý cô hoàn trả y như vậy mọi người có mặt thì thầm thảo luận chuyện quái quỷ gì vậy rốt cuộc là ai trộm đồ của ai không rõ nữa lưu ngọc kiều che mặt khóc tựa lên người trương diễm nức nở nói sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy trương diễm thấy thế thì cảm thấy đau lòng lê bước đi lấy hành lý tức giận mắng Hà Tinh Thần, Hà Tinh Thần, cô thật quá đáng. Hà Tinh Thần lấy tay che một bên tai nói, cô ăn nói cho cẩn thận, đừng sủa, hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn, tôi rất sợ. Mọi người đều phá lên cười. Trương Diễm cũng tức giận chỉ trích Hà Tinh Thần, họ Hà, không ngờ cô lại là người như vậy. Hà Tinh Thần chăm chọc đáp. Trước đây tôi thật sự không phải người như thế, còn không phải học từ các người sao. Hừ, thật vô liêm sỉ nói như các người có liêm sĩ. Tôi cũng học từ chỗ các người đó. Hà tinh thần một mình khiêu chiến cả đám người nhưng vẫn rất dễ dàng chiếm thế thượng phong. Ánh mắt mọi người nhìn cô có chút thay đổi. Ngô Ngọc Phân thấy mọi chuyện đã rối ben hết lên, đành phải đứng ra chủ trì công đạo. Cô ấy ôn hòa hỏi Hà tinh thần, tiểu Hà, em nói xem việc này giải quyết thế nào mới được. Bây giờ mọi người cứ làm quá lên cũng không phải chuyện tốt. Hà tinh thần đáp lời, em cũng biết chuyện này mà xé to ra nữa cũng không ổn, vấn đề là em đâu phải người khơi mào trước. Chị Ngọc Phân, chị cũng biết hai ngày trước em làm gì mà, suýt chút nữa đã bái đạo sư mát làm thầy. Chuyện này mọi người phải cho em lời giải thích. Ngô Ngọc Phân gật đầu, em có lý, đúng thật là cần một lời giải thích. Mấy người đừng có mà nháo nhào lên nữa đấy, tôi cho người đi gọi đại đội trưởng tới. Ngô Ngọc Phân là đội trưởng nữ, tính ra cô ấy cũng không nắm trong tay bao nhiêu quyền lực có tiếng nói nhất trong đội chính là đội trưởng lưu cao sơn và trương đại hà hà tinh thần đương nhiên là đồng ý dạ chị em sẽ chờ lưu ngọc kiều nghe người ta nói sẽ gọi đại đội trưởng đến cũng ngừng khóc sao cô ta lại quên gọi đại đội trưởng đến nhỉ lưu cao sơn rất thích cô ta kia mà lần nào về quê cô ta cũng mang theo bao thuốc lá mang bình rượu ngon sang nhà lão lưu chào hỏi quan hệ của lưu cao sơn với cô ta phải nói là vô cùng thân thiết người ta không những nồng nhiệt chào đón cô ta mà còn nói bọn họ đều cùng mang họ lưu sau này sẽ thành người một nhà đợi đại đội trưởng có mặt hà tinh thần sẽ phải bẻ mặt cho coi lưu ngọc kiều rất mong chờ đến lúc ấy có người vội vàng đi báo cho lưu cao sơn và trương đại hà một lát sau hai người họ đã nắm tay nhau đi tới không chỉ có hai người họ tới mà còn có người quản lý cũ ông ngưu và vợ ông bà bạch hà tinh thần có ký ức của nguyên chủ nên đối với những người này có chút ấn tượng nói chung lưu cao sơn là người có năng lực nhưng cũng hơi tham lam và nịnh hót chú ta lịch sự hơn với những thanh niên có học thức xuất thân từ gia đình tốt và sẵn sàng biếu tặng quà cáp đối với những người khác thì không thể nói là tốt lắm nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp cận không làm ra chuyện quá đáng còn về sự công bằng và chính nghĩa tuyệt đối thì đừng hy vọng làm gì kế toán trương đại hà có tính cách hòa nhã và bình thường lúc đối nhân xử thế cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm mất lòng bất kỳ ai người quản lý cũ ông ngưu có tính tình giống như họ của ông tính tình lạc quan bộc trực và thẳng thắn những năm đầu ông tham gia cách mạng và cải cách ruộng đất tuy già nhưng sống lưng cứng trắng bình thường ai cũng dám oán hận ngay cả đại đội trưởng và kế toán cũng không ngoại lệ dù hai người họ khá có uy tín trong thôn ngay khi ba người đến nơi ngô ngọc phân đã bước tới chào hỏi sau đó giải thích chi tiết sự việc rồi hỏi cách giải quyết lưu cao sơn nhìn lưu ngọc kiều hai mắt đỏ hoe vì khóc sau đó nhìn hà tinh thần vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo hai cháu đều là những người có học thức lại là cô nương sự việc náo loạn quá cũng khó coi đi hơn nữa mặt các cháu cũng sẽ không đẹp nghe lời chú đi có chuyện gì thì từ từ nói đừng làm tổn thương tình bạn của hai cháu lưu ngọc kiều nói Chú Lưu, cháu cũng muốn thân thiện, nhưng Hạ Tinh Thần nhất quyết nói với cháu rằng cháu đã trộm phiếu lương thực của cô ấy. Chú, chú biết hoàn cảnh gia đình cháu, cháu thiếu cô ấy năm cân phiếu lương thực sao? Lưu Cao Sơn nhìn Hạ Tinh Thần, Tiểu Hà, cháu thật sự bị mất phiếu lương thực sao? Hạ Tinh Thần lớn giọng trả lời, đương nhiên là đã bị trộm mất rồi. Sau khi Lưu Ngọc Kiều dọn dẹp chăn đệm của tôi thì không còn nữa rồi. Nếu không phải cô ta lấy thì ai là người trộm? tôi biết nhà cô ta cũng chẳng thiếu năm cân lương phiếu kia nhưng dù sao đó cũng không thể coi là bằng chứng để cô ta thoát tội được trước kia địa chủ phong kiến chiếm đất của người nghèo chúng ta vì họ thiếu đất sao tư bản bóc lột người nghèo chúng ta vì chúng thiếu tiền sao tất nhiên là không phải rồi vì bọn chúng vừa tham lam vừa xấu xa cho nên Lưu Ngọc Kiều không thể vì nhà ngươi không thiếu lương phiếu mà có thể chứng minh là cô ta không ăn trộm được. Nếu như thiếu lương phiếu có thể chứng minh rằng cô ta không ăn trộm, vậy chẳng phải rất nhiều người ở trong đại đội đều không thoát khỏi liên quan hay sao? Theo suy luận của Hà Tinh Thần, Lưu Ngọc Kiều cảm thấy tất cả người trong thôn xóm đều bị nghi ngờ là ăn trộm. Cô ta không dám gây ra sự phẫn nộ cho tất cả mọi người như vậy, Lưu Ngọc Kiều nghĩ sao nói vậy, Hà Tinh Thần, cô im đi. Cô rõ ràng là ngậm máu phun người. Hà Tinh Thần chỉ thản nhiên nói, cô gấp gáp cái gì, thanh giả tự thanh, nếu cô ngay thẳng thì sao phải gấp gáp như vậy. Vội vội vàng vàng chứng tỏ lòng dạ cô không thẳng thật. Lưu Ngọc Kiều khóc lóc nói với Lưu Cao Sơn, anh Lưu, anh đừng nghe cô ta nói bậy, xin anh hãy làm chủ cho tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị đối xử oan khuất như vậy. Hà Tinh Thần kỳ quái nói, cô chưa bao giờ bị oan sao? vậy chỉ có những kẻ như tôi khiến cô chịu ấm ức rồi. Gia đình nhà cô cũng có thế lực thật đó, chuyện gì cũng có thể giải quyết thay cô. Lưu Ngọc Kiều hung hăng nhìn chầm chầm hà tinh thần mà nói không nên lời, cô. Trương Đại Hà vội vàng tiếp lời, đồng chí Tiểu Hà, nếu tha cho người ta được thì nên tha, mọi người ở cùng một ký túc xá, không nên làm căng chuyện như vậy. Hà tinh thần cười nói, chú Trương. Mấy ngày trước con bị Lưu Ngọc Kiều xử oan ăn trộm tiền, sao chú không nói những lời này với cô ta? Là bởi vì chú chắc chắn cô ta sẽ không tha cho con sao? Trương Đại Hà nhất thời cứng họng. Nhìn thấy Hà Tinh thần dám oán giận Trương Đại Hà, ông ngưu ngồi nghe nãy giờ cũng không nhịn được. Giọng ông như tiếng chuông lớn, "Đồng chí Tiểu Hà, tuổi tác của tôi cũng có thể bằng ông nội của cháu rồi, cho tôi nói vài lời nhé." Đứa trẻ này đắc chí không buông tha người. Ai bắt được ai, nhất định chính là giống như một ấm trà bị đánh chỉ còn lại cái miệng, cháu có thể nói được. Mọi người đều cười. Chú Ngưu này có một đặc điểm trong cách ăn nói, đó là miệng đầy những câu tục ngữ, ngụ ngôn. Đôi khi nó khiến người ta cười, đôi khi nó khiến người ta không nói nên lời. Huống chi người trẻ, ngay cả người già cũng không thể tiếp nối câu nói của ông. Tuy nhiên, hôm nay cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên là một ngôi sao độc chói sáng trong làng của họ, Hà Tinh Thần cũng thông thạo nhiều câu nói và tục ngữ ngụ ngôn. Nghe ông Ngưu nói xong, cô mở miệng đi tới, ông Ngưu, cháu thấy ông là người nói thẳng, cũng trùng hợp cháu đây cũng là người thẳng thắn. hôm nay hai chúng ta nói chuyện vui vẻ chút, dù ăn cơm muối đạm bạc, mọi chuyện đều đủ tình đủ lý. Cả tím không làm hoa giả, người ngay thật không nói dối. Những gì cháu nói đều dựa trên sự thật tại sao lưu ngọc kiều có thể vu cáo cháu ăn cắp tiền nếu ngay khi cô ta vừa mất tiền trong khi không hề có bằng chứng cô ta đã chuyển hành lý của cháu đi lại nói rằng cháu đã nói xấu cô ta trời cao có mặt trời và mặt trăng soi tỏ mọi người cũng dựa vào lương tâm của họ người lớn tuổi như ông xin hãy phân xử cho cháu ông ngưu cô gái này như chuột cắn đĩa miệng toàn là sành sướng mọi người Lần này hay lắm, ông Ngưu gặp được đối thủ rồi. Lúc này, vợ của ông Ngưu là Dì Bạch đứng lên cười khuyên, cái ông già ngốc này, từng này tuổi rồi còn cãi nhau với mấy cháu gái nhỏ, không sợ bị chê cười sao? Ông Ngưu lúc đầu nghe Hà Tinh Thần nói vậy thì nghẹn lại vì tức, giờ lại bị vợ thuyết phục, ông ấy cảm thấy rất mất mặt nên tức giận nói, bà cứ ở yên đó, không có việc gì thì đừng lên tiếng. Hà Tinh Thần nghe vậy lại càng không vui hơn, ông lão này thẳng tính quá rồi là khắc tinh của bệnh thẳng nam, Hà Tinh Thần đương nhiên phải lên tiếng chấn chỉnh lại. Cô mỉm cười nói với Dì Bạch, "Dì Bạch vẫn là dì thấu tình đạt lý. Dì lớn tuổi rồi cũng đừng nên tức giận, phụ nữ trưởng thành chúng ta không cần chấp nhặt với mấy ông già đó." Dì Bạch mỉm cười hiền lành, nắm lấy tay Hà Tinh Thần và nói, "Con à, chuyện của con dì biết rồi, đừng lo lắng, con mắt của mọi người rất sáng suốt, nhất định sẽ trả lại công bằng cho con." Vẻ mặt Hạ Tinh Thần cảm kích, cảm ơn Dì Bạch. Hai người đang nói chuyện, chú ngưu mấy lần muốn ngắt lời, nhưng Hạ Tinh Thần biểu môi đáp lại một câu, phụ nữ chúng tôi nói chuyện, đàn ông các ông cũng đừng xen vào. Hạ Tinh Thần nhìn Dì Bạch, chân thành hỏi, Dì Bạch, dì từng trải qua rất nhiều chuyện, nói một cách công bằng, chuyện hôm nay dì nghĩ nên làm thế nào? Dì Bạch nhìn đám người xung quanh, lớn tiếng nói, tôi không nghĩ vậy. Tiền của Tiểu Lục bị mất, phiếu lương của con cũng bị mất nếu mọi người tin tưởng chúng tôi thì tôi và ngọc phân sẽ vào ký túc xá để kiểm tra xem nó có rơi ở đâu không nghe vậy lưu cao sơn cũng thấy đó là một ý kiến hay lưu cao sơn nhìn lưu ngọc kiều và hà tinh thần hỏi ý kiến bọn họ hai người các cô thấy sao lưu ngọc kiều là người đầu tiên lên tiếng tôi không có ý kiến hà tinh thần cũng nói tôi đồng ý dì bạch gọi ngô ngọc phân và một người con dâu khác trong thôn là hồ xuân linh hai người bọn họ phụ trách kiểm soát và kiểm tra hồ xuân linh đứng ngay cửa của giám đốc những người còn lại đứng ở bên ngoài đợi ông ngưu đi chậm lại rồi lại quay lại sau đó tiếp tục dạy hà tinh thần tiểu hà tiểu lưu tục ngữ nói rất hay đất sinh muôn vàng cây cỏ người và vạn vật đều tốt mọi người nhất định phải đoàn kết hòa thuận với nhau đừng có vì những chuyện nhỏ mà để ảnh hưởng tới tình cảm Hà tinh thần nói, ông ngưu, đất sinh muôn vàng cây cỏ, đó là vì đất tốt, người và vạn vật đều tốt, đó cũng là do người tốt, đất xấu người xấu thì cái gì cũng không tốt hết. Ông ngưu nhìn hà tinh thần. Khi đó hai người nhìn nhau như trương phi bắt chuột, hai mắt nhìn chầm chầm lẫn nhau. Lưu Cao Sơn cười trừ lắc đầu, hay, mấy cô gái các người đúng là làm lớn chuyện mà, làm lớn chuyện tí nữa thì cả thành viên trong đội đều biết hết hà tinh thần nghe không lọc tai những lời này vội nói đội trưởng cũng không thể nói như vậy anh giả sử một chút nếu như bị vu khống ăn trộm ăn trộm gà của nhà ông ngưu vậy anh còn nghĩ nó là chuyện nhỏ nữa không không thể bản thân mình chưa vướng tới chuyện đó liền nghĩ nó là chuyện nhỏ hơn nữa viên minh hòa và lý thanh hải là hai đồng chí nam hai người bọn họ cũng tham dự vào chuyện này còn muốn đánh người nữa đó một lần nữa mọi người cũng không ai nói thêm được nữa lưu cao sơn nhìn viên minh và lý thanh hải cả hai người này ban đầu còn cảm thấy có lỗi sau đó lại tranh cãi đến nghẹt thở chúng tôi đã cố gắng làm hòa với thiện chí nhưng hà tinh thần không phân biệt tốt xấu ai đụng liền oán hà tinh thần tiếp nhận nói vậy thì sao có thể gọi là ai đụng liền oán tôi đang cố gắng nói lý với mọi người thôi tôi không ngờ các anh lại hẹp hòi như vậy không nói lại tôi liền sử dụng nắm đấm đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển sau lúc làm việc hai người cứ kêu chết đi sống lại hóa ra là tiết kiệm sức lực để đánh phụ nữ hai người kia tức giận đến suýt nửa học máu nếu không phải có đại đội trưởng và kế toán ở đó thì có khi họ đã nổi điên một lần nữa rồi ông ngưu cũng không thích hành vi của hai người họ ông ấy nói với viên minh và lý thanh hải hai người các cậu làm thế là sai rồi động gì không động lại đi động tay động chân hai người họ im lặng lưu ngọc kiều nhìn họ không nói nên lời vẻ mặt hối lỗi nhìn ánh mắt của lưu ngọc kiều viên minh cảm thấy thật đáng trách mắng anh ta lén nhìn hà tinh thần người phụ nữ miệng lưỡi sắc bén này không biết tốt xấu chút nào một ngày nào đó anh ta sẽ khiến cô phải trả giá đắt hà tinh thần nhìn hai người họ tự nhiên phá lên cười cái quái gì chứ, vừa nhàm chán vừa trơ trẽn. Lúc này, Ngô Ngọc Phân hét lên, chúng tôi tìm thấy 10 đồng dưới gầm giường của Lưu Ngọc Kiều. Mọi người đều bị sốc, lập tức bao vây họ. Cầm tờ 10 đồng nhàu nát trong tay, Ngô Ngọc Phân mỉm cười và nói với Lưu Ngọc Kiều, Ngọc Kiều, tôi tìm thấy thứ này trong khe giường của cô. Lưu Ngọc Kiều nhất thời sửng sốt, tay đưa ra nhận lấy số tiền với vẻ mặt phức tạp. Hồ Xuân Linh vội vàng nói, tiểu lưu, tìm được tiền của cô rồi, có phải nên xin lỗi Tiểu Hà một tiếng không? Dì Bạch cũng nói, tôi nghĩ cháu nên xin lỗi. Lưu Ngọc Kiều cắn môi, vẻ mặt khó xử. Hà tinh thần lặng lẽ nhìn cô ta, mọi người cũng nhìn cô ta chầm chầm. Lưu Ngọc Kiều biết hôm nay mình không thể không xin lỗi được. Cô ta nghiến răng nghiến lời nói nhỏ, đồng chí Hà, xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cô. Hà tinh thần cười nói, Lưu Ngọc Kiều, nói to một chút, tôi không nghe rõ lưu ngọc kiều cố gắng kìm nén cơn giận của mình lớn tiếng nói hà tinh thần tôi xin lỗi lúc này hà tinh thần mới hài lòng gật đầu cô nhìn lưu cao sơn và kế toán trương nói tôi có một đề nghị như này lần này lưu ngọc kiều vu khống tôi ăn cắp tiền của cô ta có ảnh hưởng quá lớn nếu cô ta chỉ tùy tiện xin lỗi mà mọi chuyện cứ thế cho qua thì sẽ gây ra hai ảnh hưởng rất xấu sau này thứ nhất đồng chí Lưu Ngọc Kiều sẽ không rút ra bài học sâu sắc này. Thứ hai, mọi người sẽ không rút ra cho mình kinh nghiệm. Vì vậy, tôi đề nghị đồng chí Lưu Ngọc Kiều bồi thường tài chính cho tôi. Về số tiền, tôi đề nghị bồi thường 30 đồng, dù sao cô ta cũng không thiếu tiền, anh thấy thế nào? Nghe Hà Tinh Thần nói xong, mọi người đều xôn xao bàn tán. Mọi người đều không ngờ vì chuyện này mà mất tiền, nhưng Hà Tinh Thần nói có lý, bạn khiến người ta tức đến mức không ăn mấy ngày mạng còn một nửa, chỉ cần một lời xin lỗi qua loa là xong ư. Nghe đã thấy không thuyết phục. Có điều 30 đồng cũng không phải là số tiền nhỏ. Lưu Cao Sơn và Trương Đại Hà bất lực nhìn nhau, họ đã nhầm rồi, họ từng cho rằng Hà Tinh Thần là một cô bé trầm lặng lương thiện, ai ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy, đúng là chó cắn dai nhanh nhất. Lưu Cao Sơn nhìn Lưu Ngọc Kiều, tiểu Lưu, cô thấy thế nào? Lưu Ngọc Kiều vừa buồn vừa giận, cô ta hậm hực nói, hà tinh thần cô đừng có quá đáng tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa hà tinh thần từ tốn giải thích với cô ta đồng chí lưu ngọc kiều cô xuất thân từ một gia đình cán bộ cách mạng cô nên biết bên phát động chiến tranh nếu thất bại sẽ phải bồi thường chiến tranh nếu không bồi thường đầy đủ vậy thì những lần sau phải làm sao ai cũng có thể tùy ý khai chiến sao cứ hễ tâm trạng không tốt là có thể tùy ý vu khống người khác bức ép người ta sống dở chết dở sau đó nhẹ nhàng buông một lời xin lỗi là xong lương ngọc kiều chỉ có tôi vu khống cô sao cô cũng vu oan cho tôi coi như chúng ta hòa hà tinh thần tiền của cô đã được tìm thấy nhưng còn phiếu lương thực của tôi thì vẫn chưa cô vẫn chưa chứng minh được mình không ăn cắp phiếu lương thực của tôi đâu lương ngọc kiều cô thật không biết xấu hổ hà tinh thần nói tiếp những người như cô thậm chí còn không có thể diện chứ đừng nói người khác cô không mất tiền là chuyện tốt giờ tôi sẽ viết một lá thư cho bố mẹ cô rồi gửi tới đơn vị làm việc của bố mẹ cô rồi ngày mai sẽ viết tiếp một lá thư khác gửi cho trường cũ của cô để họ xem xem họ đã trau dồi được loại tài năng nào lưu ngọc kiều nếu hà tinh thần thực sự làm thế thì thể diện của cô ta và gia đình sẽ mất sạch hà tinh thần nhìn cô với ánh mắt khiêu khích lưu ngọc kiều cô không đủ tiền sao? Nếu không đủ tiền thì cứ nói thẳng. Lưu Ngọc Kiều cười khẩy, cô ta mà lại không đủ chỗ tiền đó. Chỉ có 30 đồng bạc, chỉ là cô ta không muốn khiến Hà tinh thần trở nên rẻ mạt hơn thôi. Nhưng có vẻ như hôm nay cô ta không xì tiền ra không được, Hà tinh thần là một con chó không quan tâm đến bất cứ điều gì, cô có thể lăn cho đến khi mình mẩy dính đầy buồn, còn Lưu Ngọc Kiều lại không thể. Cho dù Lưu Ngọc Kiều có không sẵn lòng, cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp cô ta xoay người trở về ký túc xá một lúc sau trở lại cầm trong tay ba tờ mười tệ nhét vào tay hà tinh thần được rồi tôi đưa cho cô cô nhớ lấy cho tôi chuyện giữa chúng ta coi như giải quyết xong rồi lương ngọc kiều nói xong tức giận trở về ký túc xá trương diễm và những người kia vội vàng đi theo để an ủi cô ta hà tinh thần giơ số tiền trong tay lên nói với mọi người mọi người đều thấy rõ rồi nhé Lưu Ngọc Kiều đã trả tôi 30 đồng. Dù mọi người có làm mất tiền thì cũng đừng tìm tôi nữa. Ai dám vu khống tôi ăn cắp tiền? Tới lúc đó tôi sẽ yêu cầu một lời xin lỗi và bồi thường bằng tiền. Mặc dù tôi nghèo, nhưng tôi cũng không muốn sử dụng kiểu bồi thường chiến tranh này. Hy vọng mọi người sẽ không dùng cách này để làm giàu cho tôi. Cảm ơn mọi người. Nghe Hà tinh thần nói xong, mọi người ai nấy có mặt đều mỉm cười, vẻ mặt vô cùng phức tạp hà tinh thần cảm ơn dì bạch ngô ngọc phân và hồ xuân linh cảm ơn ba người đã giúp tôi tìm được công lý cả ba vội vàng nói cô xứng đáng được như vậy lưu cao sơn yếu ớt xua tay được rồi mọi chuyện cứ như vậy đi sau này mọi người cố gắng hòa thuận đừng gây chuyện nữa nói xong anh ta đưa theo trương đại hà rời đi ngô ngọc phân vỗ vai hà tinh thần tiểu hà em vừa mới khỏi bệnh nặng nên nghỉ ngơi cho tốt từ giờ trở đi hãy cố gắng hòa thuận với tiểu lưu những người trẻ tuổi xảy ra hiểu lầm là chuyện bình thường lát nữa sẽ có người mang chăn ga gối của em tới cảm ơn chị ngọc phân những người khác cũng lần lượt rời khỏi đội thanh niên trí thức dù sao mọi người cũng vừa mới làm việc xong còn chưa ăn tối sau khi dân làng rời đi chỉ còn lại những thanh niên trí thức ở lại những thanh niên trí thức này nhìn hà tinh thần với ánh mắt thoáng e dè xen lẫn phức tạp các nữ thanh niên trí thức được chia thành ba nhóm một nhóm đứng về phía lưu ngọc kiều một nhóm ở phe trung lập muốn cả hai hòa giải lúc này đám người trương diễm đã đến an ủi lưu ngọc kiều người đang vô cùng buồn tuổi vì bị cho là người sai trong khi những người còn lại đều bận rộn với công việc của mình cuối cùng chỉ còn lại châu thanh dung ở bên cạnh hà tinh thần Châu Thanh Dung lấy từ trong túi ra một quả dưa chuột, đưa cho Hà Tinh Thần, chị dâu Ngọc Phân đưa cho tôi, cô mau ăn đi, lót dạ trước một ít. Lát cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Hà Tinh Thần đói đến mức ngực dán vào lưng, cô cũng không khách sáo với Châu Thanh Dung nữa, cô nhận lấy quả dưa chuột, lau nó vào ống tay áo, rồi đưa lên miệng cắn một miếng giòn tan. Loại dưa chuột này có vị ngọt, mềm và giòn, ăn rất sảng khoái. Sau khi ăn dưa chuột xong, cô nói với châu thanh dung ngày mai tôi lên huyện cô có đi cùng không tôi đãi cô một bữa châu thanh dung cười nói tiền của cô còn phải để dành dụng vào nhiều việc không nên tùy tiện tiêu xài trước tiên cứ tiết kiệm đi hà tinh thần lắc đầu sức khỏe của tôi khá kém cần bội bổ tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt mì sợi thịt heo cả hoành thánh chiên bột nữa châu thanh dung mỉm cười tự nhiên cô ấy cảm thấy hà tinh thần dễ thương hơn rất nhiều châu thanh dung nói đúng là cô nên bồi bổ cơ thể một chút ngày mai vừa vặn là chủ nhật cô có thể nghỉ một ngày chúng ta cùng nhau lên huyện tôi cũng muốn gửi một bức thư đã lâu rồi châu thanh dung không viết thư cho những người hàng xóm cũ của cô ấy ở khu phố cho nên muốn hỏi dạo này ở đó thế nào hai người trò chuyện một lúc thấy con trai và con gái của ngô ngọc phân mang hành lý của hà tinh thần đến hà tinh thần và châu thanh dung cùng nhau trở về ký túc xá họ vừa bước vào đã phát hiện giường của Lưu Ngọc Kiều đã đổi chỗ, trên giường có một cô gái tên là Dương Hoàng Hoàng. Dương Hoàng Hoàng tầm 20 tuổi, cao lớn khỏe khoắn, nước da ngăm đen. Một nam thanh niên trí thức đã đặt cho cô ta một biệt danh rất xấu xí là Thiết Thù Bá Dương Quý Phi. Dương Hoàng Hoàng rất hay đổ mồ hôi, hễ đổ mồ hôi là lại dậy lên mùi hôi nồng nặc, khi ngủ còn ngáy to, không ai muốn ngủ cạnh cô ta. Lưu Ngọc Kiều đã cố tình đổi giường với cô ta để trêu ngứa Hà Tinh Thần. Hà Tinh Thần không bận tâm, cô vẫn thân thiện chào hỏi Dương Hoàng Hoàng. Dương Hoàng Hoàng hài lòng, rất nhanh liền nở nụ cười thật tươi đáp lại, giải thích, đồng chí Hà, lúc ngủ tôi ngáy hơi to chút, cô đừng để ý nhé. Hà Tinh Thần sảng khoái nói, không sao. Chúng ta phải bỏ phố về nơi nghèo khó, điều kiện sẽ khó khăn hơn ở nhà, làm gì có tư cách đòi hỏi này nọ, phiên phiến là được rồi. Dương Hoàng Hoàng nghe vậy thì yên tâm, lại cười nói. Lúc bọn họ nói chuyện, Lưu Ngọc Kiều nửa nằm ở trên giường lau nước mắt, một đám chị em tốt đang an ủi cô ta. Một số người còn đập tay dậm chân bày tỏ sự không hài lòng. Hà Tinh Thần nhướng mày, nếu cô trực tiếp tiếp cận cô ta thì cô đã chẳng ngại cho cô ta một trận rồi. Cô đang dọn giường thì bên ngoài có người hét lên, "Dương Hoàng Hoàng, Châu Thanh Dung, Hà Tinh Thần, ba người nấu bữa tối đi." đội thanh niên trí thức là hộ tập thể khẩu phần ăn của mọi người được chia nhau hàng ngày có người túc trực nấu ăn thông thường sẽ có hai nữ thanh niên trí thức và một nam thanh niên trí thức nếu ngày hôm đó phải nấu ăn thì sẽ không phải đi làm nhưng châu thanh dung và dương hoàng hoàng rõ ràng đã đi làm rồi sao giờ lại đến lượt như vậy về phần cô bởi vì cô đã xin nghỉ phép hai ngày vắng mặt một ngày trực nên hôm nay cũng bị gọi đến châu thanh dung liếc lưu ngọc kiều bên cạnh biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay hai em gái của Lưu Ngọc Kiều là Vương Thanh và Ngô Mẫn phải trực, nhưng tới giờ Ngô Mẫn vẫn chưa quay lại, chắc chắn cô ta đã ra ngoài. Vương Thanh hiển nhiên không muốn nấu ăn, bọn họ định công biểu tình, cho nên nam thanh niên trí thức mới tới gọi ba người bọn họ. Châu Thanh Dung sợ hà tinh thần lại xung đột với họ nên vội vàng nói, coi như hôm nay chúng ta trực thay Ngô Mẫn và Vương Thanh. Lần sau có việc bận thì chúng ta sẽ nhờ họ trực hà tinh thần nói vậy chúng ta đổi ca vừa vặn hôm nay tôi đang rất đói chúng ta đi cùng nhau ba người họ đi xuống nhà bếp của đội thanh niên trí thức bếp ăn của đội thanh niên trí thức chỉ là một cái lán lớn bằng gỗ bên ngoài lán có hai bể chứa nước lớn bên trong lán có hai cái lò đất và hai cái nồi sắt lớn hà tinh thần ngó vào nhìn thùng nước đấy thùng trống không cô lớn tiếng gọi hôm nay đồng chí nam nào trực nấu cơm mau đi lấy nước Hà tinh thần hô thêm hai lần nữa, lúc này viên minh mới miễn cưỡng ra khỏi phòng. Anh ta liếc nhìn ba người bọn họ, dở giọng đùa cợt với Dương Hoàng Hoàng, đồng chí Dương, cô cao to khỏe mạnh như vậy, ngay cả thùng nước cũng không nhấc nổi sao. Còn phải gọi tôi ra sao? Dương Hoàng Hoàng khó chịu nhìn viên minh. Viên minh chẳng những không biết kiềm chế, ngược lại càng quá đáng hơn, anh ta cười cười rồi nói, Dương Hoàng Hoàng, chắc eo cô cũng dày như cái thùng đựng nước ấy nhỉ ha ha viên minh vừa dứt lời những nam thanh niên trí thức khác cũng không kiên nể gì mà cười rộ lên dương hoàng hoàng tức giận đến đỏ bừng mặt muốn phản bác lại không biết nên phản bác như thế nào châu thanh dung nghe vậy cũng tức giận nhất thời không nói được gì bọn họ chịu đựng được nhưng hà tinh thần thì không chịu tăng sản vú một thời gian chịu gì nổi cô nhìn viên minh lớn tiếng nói, ồ, có phải chỗ nào đó của một số người gầy nhất nên cứ thấy cái gì dày thì ghen tị phải không? Khoảng sân bỗng im phăng phát. Dương Hoàng Hoàng kinh ngạc nhìn Hà Tinh Thần. Viên Minh tức giận nói, Hà Tinh Thần, tôi đâu có trêu ngứa cô đâu nhỉ? Tôi đang nói đùa với đồng chí Dương, liên quan gì tới cô? Hà Tinh Thần cười nói, tôi nói là có vài chỗ của một số người rất gầy, đó cũng đâu phải việc của anh sao anh chưa gì đã nhảy nảy lên nhỉ hay là chột dạ viên minh tức giận thiết điều muốn nhảy dựng lên hà tinh thần cô thật không biết xấu hổ đường đường là một cô gái mà lại nói những lời như vậy hà tinh thần bình tĩnh nói thật ra tôi chỉ muốn nói rằng tay và chân của bạn rất gầy bạn đã đi đâu có hàng ngàn con đường trên thế giới nhưng bạn thích đi xuống ba con đường tại sao suy nghĩ của bạn lại như vậy bẩn thiểu và tục tiểu. Hừm, chẳng biết ai mới là người không biết xấu hổ ở đây. Sau đó, cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Viên Minh với ánh mắt không thể tin được, trời ạ, à, hay là anh? Lúc này, cô cố ý dừng lại đột ngột, nhường chỗ cho trí tưởng tượng vô tận. Viên Minh đỏ mặt. Cuối cùng, anh ta xách theo cái xô, rất không bằng lòng mà rời đi. Hà Tinh thần đứng một mình trong sân lớn tiếng lẩm bẩm một mình, tôi đúng là đại ngốc mà sao có thể nói đàn ông gầy yếu được kể cả tay chân có gầy cũng không sao chỗ khác to khỏe là được mà lòng tự trọng mỏng manh như vậy làm sao chịu nổi lần sau tôi không bao giờ dám nói như vậy nữa trong sân các nam thanh niên trí thức nhìn nhau không nói nên lời châu thanh dung và dương hoàng hoàng nhìn nhau cười vui vẻ viên minh vừa đi lấy nước vừa chửi ba người bọn họ bắt đầu nấu nướng đầu bếp là Dương Hoàng Hoàng và Châu Thanh Dung, Hà Tinh Thần chỉ phụ vài việc. Bữa tối có bánh ngô kết, một nồi canh rau lớn, rau cải chua cắt nhỏ. Hà Tinh Thần nhìn những bữa ăn thiếu dinh dưỡng này, rồi nhìn đôi tay và đôi chân gầy guộc của mình. Cũng giống như đàn ông, cô không thích gầy, cô muốn mình khỏe mạnh. Thân thể này mới 17 tuổi, chỉ cao hơn mét 6 một chút, nếu được ăn uống tốt hơn, có lẽ sẽ còn cao hơn, chừng mét 65 gì đó, thậm chí còn lên hẳn mét 8. Hà tinh thần quyết tâm tìm cách bồi bổ cơ thể. Lãnh đạo cũ đã nói có thể tàn bạo về thể xác nhưng nhất định phải văn minh về tinh thần. Tinh thần của cô rất văn minh, nhưng sức khỏe của cô thì thật tệ. Viên minh quăng xuống múc lên vài lần, cuối cùng cũng đổ đầy bình nước. Hà tinh thần kêu anh ta chặt củi tiếp, viên minh không thể chịu đựng được nữa. Hà tinh thần, đừng có mà quá đáng hà tinh thần nhìn viên minh với ánh mắt cảm thông đồng chí viên anh múc nước cũng không được sao à thôi bỏ đi không làm được thì đừng làm nữa còn nữa anh thấp như vậy theo lời của bà tôi dù có nắm lấy cũng không nhìn thấy đầu dù có nhảy lên cũng không cao đến mét bảy thật đáng thương so với chữ thẳng thì nói như thế còn khiến đối phương khó chịu hơn trên trán viên minh lộ ra gân xanh quả thực anh ta cũng không cao đây là điểm khiến anh ta đau lòng nhất nhưng hà tinh thần lại cố tình chọc vào chỗ đau đó ngay lập tức trong lòng viên minh dân trào lửa giận lúc này chung sơn đội trưởng đội thanh niên trí thức từ ký túc xá đi ra chung sơn cao lớn hiểu biết rộng lại là người thủ đô ai cũng kính phục bầu làm đội trưởng thanh niên trí thức anh ấy xin nghỉ phép hai ngày trước để giải quyết chút việc riêng mới trở lại cách đây không lâu Trung Sơn vừa trở về đã có người nói cho anh ấy biết hai ngày nay ở đội thanh niên trí thức đã xảy ra chuyện gì, Trung Sơn chỉ cảm thấy đầu ong ong, anh ấy lắc đầu, bất đắc dĩ nói, phụ nữ đúng là phiền phức. Vừa rồi anh ấy đã khuyên Lý Thanh Hải nên rộng rãi hơn, đừng chấp nhặt một cô gái làm gì. Lý Thanh Hải miễn cưỡng bị thuyết phục, không ngờ vừa thuyết phục được bên này thì bên kia, Viên Minh và Hạ Tinh Thần lại chạm mặt gây rối nữa. Vì sự yên bình của đội thanh niên trí thức Trung Sơn không còn cách nào khác đành phải ra mặt khuyên Viên Minh bình tĩnh lại. Anh ấy nói với Hà Tinh Thần, "Đồng chí Hà, tôi cũng đã nghe nói về chuyện giữa cô và Lưu Ngọc Kiều. Tôi cũng sẽ đi thuyết phục đồng chí Lưu sau. Chỉ là một sự hiểu lầm. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, những nghi ngờ trước đó đều được giải tỏa. Sau này mọi người cũng đừng coi nhau như kẻ thù vậy nữa." Về phía Viên Minh và Lý Thanh Hải, tôi cũng đã khuyên bọn họ quả thực là bọn họ không đúng, không nên nói là muốn đánh cô, sau này bọn họ sẽ chú ý, cô cũng bỏ qua đi, đừng ông khư khư trong lòng làm gì. Hà tinh thần thờ ơ nói, đồng chí chung, những gì anh nói hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Chuyện trước đó đã kết thúc, tôi không có làm phiền viên minh. Cái tôi không thể hiểu là do anh ta bắt đầu chế giễu dương hoàng hoàng trước, nói eo cô ấy so với thùng nước, đây là lời một đồng chí nam bình thường nên nói sao eo người ta có mập hay không không phải chuyện của anh ta, có ăn được hạt cơm nào của anh ta không? Anh ta nói đó chỉ là một trò đùa, vậy tại sao lúc tôi nói đùa anh ta gầy, anh ta lại lên cơn vậy hả? Tôi thực sự muốn biết rốt cuộc là người bố người mẹ nào đã nuôi dạy được một đứa con vô học như vậy, lòng dạ hẹp hòi đến mức chỉ biết chê bai chế giễu người khác lại không cho phép người khác nói về mình. Trung Sơn Anh ấy bất đắc dĩ nói, đồng chí Hà, đừng nghiêm túc như vậy chúng ta đều hiểu nhau rất rõ thỉnh thoảng chỉ là pha trò toàn những trò đùa vô hại thôi mà hơn nữa đồng chí dương cũng không ngại nói rồi anh ấy quay sang nhìn dương hoàng hoàng dương hoàng hoàng đỏ mặt nhất thời không biết phải nói gì hà tinh thần hỏi ngược lại hoàng hoàng cô thực sự không sao chứ dương hoàng hoàng bắt gặp ánh mắt của hà tinh thần do dự một lúc rồi lấy hết dũng khí nói không tôi có sao Tôi không thích người ta nói như vậy về mình, cũng không thích biệt danh đó. Trung Sơn không hài lòng nhìn Dương Hoàng Hoàng, sao hai người bọn họ lại không biết điều như vậy chứ? Hà Tinh Thần cười nói, Hoàng Hoàng, sau này ai còn dám gọi biệt danh đó, cô có thể gọi anh ta là Cao Lực sĩ. Cao Lực sĩ là thái giám hầu hạ Dương phi, hắn không phải tiểu nhân, nhưng cũng không còn gì cả. Dương Hoàng Hoàng trợn to mắt. Còn có thể nói vậy sao, sao trước đây cô ta không nghĩ ra chứ? Trung Sơn kinh ngạc trong lòng, anh ấy cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, vậy đi, tôi sẽ nhắc nhở các đồng chí khác chú ý. Trung Sơn trở về ký túc xá, nhắc nhở mọi người cẩn thận mỗi khi có ý định trêu ghẹo ai đó, để không làm mất lòng những đồng chí nữ khác. Vài nam thanh niên trí thức do Viên Minh và Lý Thanh Hải đứng đầu đột nhiên trở nên không vui, bọn họ hét lên, hà tinh thần đó mới là người nhiều chuyện, chưa gì đã sững cộ lên, uổng công trước đây tôi còn tưởng cô ta là một cô gái thật thà cái cô Dương Hoàng Hoàng kia cũng thật là buồn cười. Cô ta vốn mập rõ, đương nhiên sẽ bị người ta bàn tán, làm sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi khen là nhỏ nhắn mảnh khảnh sao? Mọi người bắt đầu nhau nhau chỉ trích từng người một. Ngay lúc mọi người đang mỗi người góp một câu, một giọng nói bất mãn từ trong góc truyền đến, tôi cảm thấy nói về thân hình và ngoại hình của các đồng chí nữ thực sự không hay chút nào. Mọi người đúng thật là phải chú ý đến cảm giác của đối phương khi đùa giỡn. Người vừa nói là Triệu Thanh Minh, một thanh niên trí thức xuất thân từ tỉnh lẻ. Triệu Thanh Minh có vẻ ngoài hiền lành, anh ấy đeo một cặp kính gọng đen. Viên Minh liếc Triệu Thanh Minh, chăm chọc nói, Triệu Thanh Minh, chỉ có anh là người có học thức, còn chúng tôi đều là hạng thô tục lỗ mãn. Lý Thanh Hải cười quái dị, người ta là người có văn hóa, nếu không thì sao lại gọi là mọt sách Triệu triệu thanh minh bình thường không hòa đồng với người khác cũng không tham gia nhiều vào hoạt động của họ khi rảnh rỗi thì trốn ở một góc say mê đọc sách ngoài ra anh ấy rất thích sạch sẽ cho nên sẽ không tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn với một số năm đồng chí không được vệ sinh cho lắm nhiều năm đồng chí đều tỏ ra ghét bỏ anh ấy triệu thanh minh bất đắc dĩ cười cười cầm bình men đi ra ngoài vừa đi vừa nói tôi cũng chỉ phát biểu ý kiến chủ quan của mình muốn nghe hay không tùy anh do xảy ra vài chuyện bầu không khí trong đội thanh niên trí thức trở nên khác với thường ngày có vẻ hơi tẻ nhạt trước đây mọi người thường sẽ tụ tập thành nhóm ba bốn người bưng bát cơm vừa ăn vừa nói cười giờ thì mọi người vẫn đùa giỡn với nhau nhưng họ bắt đầu cô lập vài người các đồng chí nữ cô lập hà tinh thần và châu thanh dung thậm chí cả dương hoàng hoàng cũng bị liên lụy các đồng chí nam thì cô lập triệu thanh minh triệu thanh minh tùy tiện liếc hà tinh thần một cái xem xem cô phản ứng thế nào hà tinh thần không quan tâm chuyện mình có bị cô lập hay không vả lại kể cả khi bầu không khí trở nên không tốt thì đã sao cô nên ăn uống no nê ăn một phát ba cái bánh và uống hai bát canh vừa ăn cô vừa nói cơm chúng tôi nấu rất ngon bánh xèo dẻo và có mùi chuối tiêu món canh rau rừng này cũng ngon mọi người trong khi nói chuyện thậm chí Hà Tinh Thần còn cạo sạch đáy nồi, sau đó yêu cầu Viên Minh vừa rửa nồi vừa phải uống canh. Viên Minh trợn tròn mắt, rửa bát không phải là việc của đồng chí nữ mấy người sao? Tại sao tôi phải rửa? Hà Tinh Thần nói, tại sao ư? Vì hôm nay chúng ta đều có nhiệm vụ, ba người chúng tôi đều đã nấu ăn, vậy đương nhiên anh nên đi rửa nồi. Hoặc không thì anh phải lau bếp và quét sân. Nhiệm vụ trực ban bao gồm nấu nướng và dọn dẹp quét tước. Đây đều là chuyện đồng chí nữ hay làm. Đàn ông chỉ lo lấy nước, xong việc là bọn họ chẳng mang. Hà Tinh Thần không biết quy tắc bất bình đẳng này được thiết lập như thế nào, nhưng có vẻ như mọi người đều đã quen với nó. Viên Minh tức giận nói, ở nhà tôi chưa phải rửa bát cọ nồi bao giờ. Hà Tinh Thần chế nhạo, ở nhà không rửa nồi là việc của anh, nhưng đội thanh niên trí thức không phải nhà anh, ba người chúng tôi cũng không phải mẹ anh cho nên không có lý do gì lại chiều chuộng anh viên minh cô ức hiếp người quá đáng vừa thôi lúc này đám người chung sơn lý thanh hải cũng đến nói thay cho viên minh chẳng qua bọn họ cũng đang đấu tranh cho quyền lợi của chính mình mà thôi lý thanh hải kêu lên trước giờ vẫn luôn là đồng chí nam gánh nước đồng chí nữ nấu cơm rửa nồi quét dọn tại sao đến cô lại không được khác người vừa thôi hà tinh thần quy tắc các anh đặt ra không hợp lý sau này sẽ phải thay đổi hết được thôi từ giờ trở đi các cô gánh nước còn bọn tôi nấu cơm được làm như chúng tôi không biết gánh nước không bằng sau này chúng tôi sẽ làm như vậy đến phiên trực ban nữ đồng chí chúng tôi gánh nước còn các anh nấu cơm quét dọn cứ quyết định vậy đi ai nuốt lời người đó là chó được cứ làm vậy đi sẽ có lúc cô hối hận mọi người không vui cứ thế mỗi người tản đi một nơi. Lưu Ngọc Kiều thấy Hà Tinh Thần đã liều lĩnh đắc tội với hầu hết mọi người, ngược lại cô ta còn cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng giảm đi đáng kể, cứ xem cô sẽ tiếp tục đối đầu đắc tội với mọi người, để xem kế tiếp Hà Tinh Thần định làm gì. Lưu Ngọc Kiều vui vẻ trở lại phòng ngủ. Hà Tinh Thần ăn no, định đi dạo sau bữa tối. Châu Thanh Dung đương nhiên đi cùng cô, Dương Hoàng Hoàng cũng đi theo. Cô ấy lên tiếng cảm ơn Hà tinh thần trước. Tinh thần, cảm ơn cô đã nói giúp tôi. Tôi không ngờ cô có thể mạnh mẽ như vậy. Lúc đó tôi chỉ biết tức giận, không biết trả lời như thế nào. Hà tinh thần cười với cô ấy, không có gì, các đồng chí nữ chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Vả lại tôi cũng ghét cây ghét đắng mấy trò đùa quá trớn kiểu đó. Dương Hoàng Hoàng gật đầu, tôi cũng ghét, nhưng nếu tôi tỏ ra là mình tức giận thì người ta sẽ nói tôi hẹp hòi. Hà tinh thần nói, bọn họ không hẹp hỏi chắc. Tôi mới chỉ nhẹ giọng nói thôi, cô xem, bọn họ đã cuốn cả lên rồi. Nếu tôi nói bọn họ là thái giám thì chẳng lẽ bọn họ sẽ nổ tung tại chỗ sao? Dương hoàng hoàng cười nắc nẻ. Châu Thanh Dung lo lắng nói, nhưng tinh thần, cô đã đắc tội với mọi người, sau này cô định sẽ làm gì? Cảm giác bị cô lập không dễ chịu chút nào chỉ vì xuất thân mà châu thanh dung đã phải hứng chịu ánh nhìn khinh khi chả kẻ khác cô ấy không biết đã phải khóc thầm bao nhiêu lần rồi hà tinh thần thản nhiên nói chẳng lẽ trước đây tôi không đắc tội với bọn họ chắc kết quả khi tôi bị lưu ngọc kiều đổ tội bọn họ có giúp gì tôi đâu dương hoàng hoàng có chút xấu hổ nói xin lỗi tinh thần nằm đó tôi không dám đứng ra giúp cô hà tinh thần thản nhiên nói tôi không trách cô cô cũng sợ bị cô lập mà thôi hà tinh thần tiếp tục nói cho nên tôi đang suy nghĩ về điều đó từ giờ trở đi tôi chấp nhận kiểu sống mà không thể hài lòng tất cả mọi người bất cứ ai xúc phạm tôi tôi sẽ ghét người đó hãy chờ xem chỉ khi nào tôi tốt bọn họ mới chủ động tìm đến con người và con người ấy mà chỉ có lợi ích là vĩnh cửu còn lại đều là vô nghĩa ba người họ đang đi dạo trên cánh đồng phía sau chỗ ở của đội thanh niên trí thức hà tinh thần bỗng nhiên hỏi nhân tiện khu đất riêng của chúng ta ở đâu vậy dương hoàng hoàng chỉ tay vào một mảnh đất hoang cách đó không xa bên kia là đất hoang giao cho chúng ta cũng không biết trồng cái gì được đành tùy tiện trồng ít rau sinh trưởng cũng không được tốt lắm ngoài ruộng rau họ còn trồng vài cây chè giữa các tảng đá phát triển không tốt lắm bên cạnh bãi đất hoang vẫn còn một vài ngôi nhà bằng đá đổ nát những bức tường trong sân đã sụp đổ từ lâu Ngôi nhà thuộc về một ông lão già trong làng, sau khi ông lão qua đời, nó được giữ lại cho đến ngày nay. Xa hơn phía trước là một con sông nhỏ, nơi hàng ngày họ tới xách nước và giặt quần áo. Ngoài ra ở lối đi vào trong làng còn có một con sông rất lớn, có thể đến đó, chỉ có điều sẽ xa hơn. Hà tinh thần nhìn những ngọn núi xanh xanh đen đen ở phía xa, nói, chỉ ít ở đây cũng có núi có sông, môi trường cũng khá tốt. Châu Thanh Dung thở dài, đúng là môi trường tốt, nhưng nghèo quá. Cuộc sống của nông dân ở địa phương rất khó khăn. Mỗi ngày đều ăn cháo kê trộn với mì và bánh kết. Hà tinh thần nói, giai đoạn này mọi người đều vất vả. Ba người cũng không dám đi xa, đi vòng quanh khu phố hơn một giờ mới trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Hà tinh thần vừa bước vào liền phát hiện bên trong có sự thay đổi, một bức tường vải làm từ ga mình được dựng lên giữa giường của ba người và những người khác vẻ mặt của châu thanh dung và dương hoàng hoàng hơi thay đổi họ bối rối nhìn hà tinh thần hà tinh thần nhìn tấm vải tỏ vẻ không hài lòng lớn tiếng nói cái này không được tốn ga trải giường quá trên núi có rất nhiều tre bương ngày mai tôi sẽ dùng tre bương để dựng một bức tường tre tiếng thì thầm bên kia bỗng ngừng lại hà tinh thần nói xong lập tức quay đầu đi lấy nước rửa mặt rửa chân rồi đi ngủ cô hoàn toàn không hề để tâm chuyện này cũng không vì bị cô lập mà cả ngày nơm nớp lo sợ. nếu vậy thì bên kia sẽ hả hê. cô không muốn phối hợp ăn ý với đối phương chút nào. hà tinh thần vừa nằm xuống, một cô gái đột nhiên kêu lên, á, lại có hai con chuột. châu thanh dung và dương hoàng hoàng kinh hãi ngồi dậy, chúng ở đâu? hà tinh thần trở mình xuống giường, kéo dây đèn, sau đó nhặt một cái xẻng gỗ từ trong góc ra, hung hăng đập xuống lũ chuột đang chạy, một con trốn thoát con còn lại không may bị táp chết, chỉ còn lại một đống bùi nhùi nhoen nhoét máu. Mọi người đều tái mặt vì sợ hãi. Mặt không chút thay đổi, Hà tinh thần xách con chuột bằng than gỗ ra ngoài, rồi đào một cái hố chôn nó xuống. Khi cô trở lại ký túc xá, mọi người đều lặng lẽ nhìn cô. Hà tinh thần vẫy tay với mọi người, bình tĩnh nói, chỉ là hai con chuột mà thôi, không có gì phải sợ, mọi người đi ngủ đi. Cô bật đèn, cởi giày leo lên giường kéo chăn lên và đi ngủ dương hoàng hoàng vương đầu thán phục nói tinh thần vừa rồi cô lợi hại thật đó châu thanh dung nhẹ giọng khoe khoang cô thật là dũng cảm hà tinh thần nói không sao đâu rồi sẽ sớm quen thôi khả năng thích ứng của con người rất mạnh khả năng thích ứng của hà tinh thần luôn rất mạnh cho dù giường có vang lên tiếng kẽo kẹt khi người khác lật người qua lại hay là cho dù dương hoàng hoàng có ngáy to trong ký túc xá có người nghiến răng nói mớ khi ngủ đi chăng nữa cô vẫn ngủ ngon lành không chút mộng mị cho đến rạng sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô sẽ lại là một cô gái ngoan hôm qua đã thống nhất sẽ đi huyện lỵ ba người vội vàng dậy sớm chải đầu rửa mặt thay quần áo châu thanh dung bỗng nhớ ra gì đó hỏi tinh thần cô không viết thư cho chị họ sao hà tinh thần nói ồ tôi quên mất mà giờ cũng đã quá muộn để viết thư rồi, tôi sẽ viết nó sau. Lần trước anh họ của cô nhờ người đưa cho Hà Tinh Thần 10 đồng và 5 cân phiếu thực phẩm, Hà Tinh Thần phải ghi nhớ ân huệ này. Dương Hoàng Hoàng nói, anh họ đối xử với cô tốt thật đấy, còn cho cô tiền. Hà Tinh Thần nói, chúng tôi từ nhỏ đã sống với bà nội, cùng nhau trưởng thành, quan hệ rất tốt. Ba người thu dọn hành lý, lưng đeo cặp sách đi ra ngoài, từ đây cách huyện khoảng 30 km người trong thôn thường đi xe đạp hoặc đi xe bò xe lừa của đội sản xuất có người đi bộ cả ba người đều không có xe đạp cũng không thèm hỏi mượn người trong thôn định đi bộ vào trấn trước xem có xe lừa hay xe bò không nếu không có thì sẽ tiếp tục đi bộ tiết trời tháng tư không nóng cũng không lạnh gió hiu hiu dọc đường đi đầy chim hót và hoa cỏ vì thế mà tâm trạng của cả ba người cũng dần tốt lên dương hoàng hoàng cũng ngâm nga khẽ hát một giai điệu nhỏ Hà tinh thần nghe xong không khỏi khen ngợi, hoàng hoàng, giọng hát của cô hay thật đấy. Giọng là cái thứ bẩm sinh, đừng thấy cái miệng nhỏ của cô biết ăn nói, thật ra hát cũng bình thường thôi. Dương hoàng hoàng cười tự dễu, từ nhỏ tôi đã rất thích ca hát. Tôi đã từng đăng ký tham gia một cuộc thi ca hát, nhưng giáo viên của tôi đã từ chối tôi vì hình tượng của tôi không đạt yêu cầu. Châu Thanh Dung an ủi, có vài giáo viên phẩm chất không cao, cô cũng đừng để trong lòng làm gì hà tinh thần nói không sao đâu hoàng hoàng sau này cô muốn hát thì cứ hát có thời gian tôi sẽ thành lập một đội quảng bá văn hóa nghệ thuật sau đó sẽ để cô làm trụ cột trong đội dương hoàng hoàng mỉm cười trước đây cô ấy từng nghĩ hà tinh thần là người ít nói nhưng không ngờ cô lại là người khá mạnh mẽ từ hôm qua đến hôm nay hà tinh thần đã gây ấn tượng với cô ấy quá nhiều lần ba người vừa nói vừa cười một giờ sau đã đến thị trấn thanh thủy thị trấn thanh thủy nằm cạnh một con sông phía nam có một bến tàu có thể coi là một đầu mối giao thông nhỏ có bưu điện tiệm cắt tóc cửa hàng do nhà nước điều hành ngoài ra còn có các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị trong thị trấn hà tinh thần nói thật ra đồ ở thị trấn này cũng đủ để khiến chúng ta hài lòng rồi hay chúng ta không lên huyện nữa mua ở đây luôn đi Châu Thanh Dung và Dương Hoàng Hoàng cũng nhận thấy tình trạng thể chất của Hà tinh thần không đủ tốt, dù sao cô cũng chỉ vừa khỏi bệnh nặng, nếu không gặp xe bò, họ sẽ phải đi tới đi lui tổng cộng 60 km. Như vậy thì thực sự rất mệt. Cả hai người đều rất quan tâm đến Hà tinh thần, bọn họ lập tức đồng ý, chúng tôi cũng nghĩ vậy, hay là để lần sau lên huyện cũng được. Châu Thanh Dung muốn gửi thư ở bưu điện, Hà tinh thần muốn cắt tóc, Dương Hoàng Hoàng muốn đi mua sắm, thế là ba người họ chia nhau ra hà tinh thần đã hẹn hai người họ được rồi vậy thì hai giờ nữa gặp nhau ở cửa khách sạn do nhà nước quản lý tôi đãi hai người bữa tối cả hai đều nói vậy thì ngại lắm hà tinh thần cười ranh mảnh, tiền này là của lưu ngọc kiều theo quy định nếu gặp vận may thì mình nên làm chút việc thiện dương hoàng hoàng vốn dĩ đã không ưa lưu ngọc kiều từ lâu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ba người đang nói chuyện dương hoàng hoàng nói chờ tôi một chút hai người không biết dương hoàng hoàng định làm gì nên đứng đó chờ đợi dương hoàng hoàng chạy ra đầu ngõ khi quay lại đã cầm theo ba cái bánh bao trên tay dương hoàng hoàng tự hào nói theo kinh nghiệm của tôi tôi đoán chắc chắn ở đó có người bán hàng đúng như dự đoán tôi vừa bước vào một chị gái lưng đeo sọt đã nhỏ giọng hỏi tôi cô gái cô đói rồi phải không nãy tôi vừa mua được ba cái bánh bao từ chỗ cô kia chúng ta ăn lót dạ trước lát nữa mới có sức được hai người họ không khách sáo nữa vừa nhận bánh liền ăn ngay hà tinh thần vừa ăn bánh bao vừa nghĩ lát nữa mình sẽ đi dạo trong ngõ ăn xong ba người họ chia nhau ra hà tinh thần đến một tiệm cắt tóc để cắt tóc tiệm cắt tóc cũng là của nhà nước ông chủ là một người đàn ông trung niên đeo kính thái độ niềm nở có điều tay nghề không được hợp thời cho lắm. Hà tinh thần đưa ra yêu cầu ngắn gọn, bác ơi, con muốn cắt tóc ngắn. Vừa nói, cô vừa ước chừng độ dài bằng bàn tay của mình. Thợ cắt tóc nhìn lướt qua tóc của Hà tinh thần, gật đầu nói, tóc của cháu mỏng, có màu vàng sơ, rõ ràng là mất hết chất rồi, phải cắt ngắn đi thôi. Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy. Ông chủ nhìn sơ qua hình dạng khuôn mặt của Hà Tinh Thần, sau đó cầm kéo cắt một cách dứt khoát, tiếng kéo lách cách vang lên nghe thật vui tai. Từ lúc xuyên không đến nay, Hà Tinh Thần chưa từng có cơ hội soi gương, bây giờ cô đang soi gương trong tiệm cắt tóc, các đường nét trên khuôn mặt của cô giống đến 70-80% so với kiếp trước, khuôn mặt trái xoan, mắt to hai mí, khiến người nhìn thấy đều thích. Hà Tinh Thần rất hài lòng, nếu trông cô hoàn toàn khác với trước đây thì có lẽ sẽ phải làm quen với nó một thời gian không may là cơ thể của cô không đủ khỏe ở kiếp trước bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh khá tệ cô không chỉ chửi bậy rất lợi hại mà còn có sức khỏe ra tay vừa đen tối vừa tàn nhẫn đây cũng là lẽ thường tay yếu miệng độc chẳng phải đồng nghĩa với việc đời bị đánh sao không thể thay đổi thói quen mồm miệng cây độc được ai sẽ chịu trách nhiệm về những rắc rối do sự thay đổi gây ra có điều không thể để cơ thể yếu như vậy được cô phải ăn bù và thường xuyên tập thể dục. Ông chủ cắt tóc thao tác rất nhanh, cắt xong cái đầu của cô mất vỏn vẹn 10 phút, giá 50 xu. Hà tinh thần đưa tiền rồi ra khỏi tiệm cắt tóc, rẽ vào một góc rẽ đến con hẻm mà Dương Hoàng Hoàng đã hẹn, con hẻm không dài nhưng thông ra bốn phía, địa hình rất thích hợp để chạy bộ. Người trong hẻm hết sức cảnh giác, trợn mắt ngoác mồm, đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh, nghe ngóng tứ phía. Hà tinh thần vừa bước vào, một thím đã hỏi, em gái, em có đói không? Chị có bán đồ ăn đây. Vừa nói, thím ấy vừa nhanh chóng mở chiếc giỏ được che bằng vải trắng ra. Hà tinh thần liếc nhìn, là bánh gà, một miếng cũng không to lắm. Cô thấp giọng hỏi, bán thế nào? Một đồng hai một cân. Đắt quá. Các cửa hàng thực phẩm không thiết yếu chỉ bán có bảy hạo bốn một cân. Đây đâu phải cửa hàng tạp hóa, đương nhiên phải đắt hơn rồi hà tinh thần cứ thế đi về phía trước bà thím kia đi theo lên phía trước vài bước nhỏ giọng nói nếu mua nhiều hơn hai cân chị bán cho em giá rẻ hơn một đồng một cân hà tinh thần không mặc cả nữa cô mua hai cân bánh gà thời tiết này sẽ đủ dùng trong hai ngày thím bán bánh gà gói cẩn thận trong lá sậy rồi đưa cho cô hà tinh thần nhét bánh gà vào cặp sách rồi đi tiếp trước mặt có người bán trứng vịt nhưng cô không mua bây giờ cô không thể tự nhóm lửa được. Cuối ngõ có một người bán bánh bao nhân thịt, một hào hai một cái, khá to. Hà tinh thần đã mua năm cái. Còn lại không có gì để mua, cô định lát nữa sẽ đến hợp tác xã để giao thương. Cô chợt nhớ ra, cô đã quên mất ở thời đại này, muốn mua đồ gì cũng phải mang theo túi riêng của mình, lúc này cô chỉ mang theo một chiếc cặp sách, không đựng được nhiều đồ. Thế là cô quay lại mua một cái thúng cũ với giá năm hào. Khi đến chợ hợp tác xã, Hà Tinh Thần bắt đầu mua nhiều, cô mua cân hai cân kẹo trái cây loại rẻ nhất, 10 hộp diêm, hai cân bánh đậu xanh, một cục xà phòng, một gói đường nâu và một sấp giấy bản thảo. Cô có vé thuốc lá cho nên cũng mua vài bao thuốc lá. Sau khi rời khỏi chợ hợp tác xã, Hà Tinh Thần lại đi dạo quanh khu phố, thị trấn này quá nhỏ, thực sự không có gì để làm. Cô cũng bắt gặp Dương Hoàng Hoàng trong cửa hàng quốc doanh. Dương Hoàng Hoàng kinh ngạc hỏi: "Tinh thần, cô cắt tóc ngắn rồi à?" Hà Tinh Thần hất tóc một cách sang trọng: "Tôi nghĩ tóc ngắn thuận tiện hơn, trông đẹp hơn nhỉ?" Dương Hoàng Hoàng nhìn một hồi rồi gật đầu, quả thật, khuôn mặt của cô để tóc ngắn khá hợp, trông cô càng trẻ trung hơn đó. Hai người cùng nhau đi ra, chuẩn bị đợi Châu Thanh Dung trước cửa khách sạn Quốc Doanh. Có ba thanh niên tuổi chừng 20 đứng ở cửa khách sạn, cả ba đều mặc quân phục màu xanh cỏ khi ba người nhìn thấy hà tinh thần và dương hoàng hoàng họ nhỏ giọng thảo luận này anh lâm bên kia có hai cô gái anh có muốn chào hỏi không bỏ đi một cô thì như xã hội đen một cô thì như đứa trẻ con tuy bọn họ nói nhỏ nhưng dương hoàng hoàng và hà tinh thần vẫn nghe thấy hà tinh thần tỏ vẻ tức giận vừa định ra mặt đánh tiếng thì dương hoàng hoàng đã túng lấy cô tinh thần đừng bọn họ có hẳn ba người tôi sợ Hà tinh thần ước lượng thực lực của hai bên, quả thực nếu phải đánh nhau, bọn họ sẽ không chiếm được ưu thế. Nhưng cô sẽ không bỏ qua cho họ, cô liếc nhìn ba người họ, được lắm, một tên lùn một tên béo, người kia cao nhưng mặt đầy mùng, làm sao bọn họ có can đảm chỉ rõ hai người bọn cô trong khi bọn họ trông như thế này chứ? Cô lớn tiếng cười nhạo với Dương Hoàng Hoàng, nhìn ba con lừa đằng kia kìa, chúng thật xấu xí. Một con lùn như cục đất, túng một phát là chẳng còn thấy đâu, con kia béo như heo, còn không bằng một con lợn đen nhận mở như mỏ dầu đại khánh, còn con còn lại thì mặt lỗ rỗ, giống như chiến trường bị đạn pháo tàn phá, rùi bay trên đó là lập tức bông gân chân, lớn lên như thế mà còn không biết tự ti, ghê tởm. Dương Hoàng Hoàng nhất thời không nói được gì. Hà tinh thần vừa dứt lời, ba người phía sau đã dậm chân phá lên cười, ha ha hà ha, hà, hài quá, anh Lâm, cô ta nói mặt của anh như bãi chiến trường rồi bay qua sẽ bong gân chân kìa tiểu béo cô ta nói khuôn mặt của cậu giống như mỏ dầu đại khánh nói này kể ra cũng có tính hình tượng đấy cô gái này đúng là một nhân tài hà tinh thần những người này thật sự là da mặt dày nói nặng lời như vậy cũng không khiến bọn họ tức điên lên không sao cô có thể thêm mắm dặm muối hơn nữa ngay khi hà tinh thần vừa định mở miệng chế nhạo ba người họ lần nữa Dương Hoàng Hoàng đột nhiên chọc chọc Hà Tinh Thần, lo lắng nói, Tinh Thần, mau nhìn xem, người phía trước có phải là Thanh Dung không? Hình như có một tên xã hội đen đang quấy rầy cô ấy. Hà Tinh Thần nhìn kỹ hơn thì thấy người trước mặt đúng là Châu Thanh Dung, còn có một tên xã hội đen chừng 15, 16 tuổi đang chặn đường cô ấy. Ông cố nội nói chứ, hôm nay ra ngoài không xem lịch sao? Thấy đối phương chỉ có một mình, Hà Tinh Thần không định nhẫn nhịn nữa, cô xắn tay áo chạy tới theo sau là dương hoàng hoàng ba năm sinh phía sau cũng đi theo có ý muốn hóng hớt hai người bước nhanh đi tới châu thanh dung thấy đồng bạn đi tới không khỏi thở phào nhẹ nhõm cô ấy nhanh chóng chạy đến đứng bên cạnh hà tinh thần vội nói người này cứ chặn tôi lại khăng khăng rằng tôi là chị họ anh ta nhưng tôi hoàn toàn không quen biết anh ta người đó cứ nhìn nhằng với tôi rất lâu chúng ta mau đi thôi Hà tinh thần khoanh tay nhìn đánh giá thằng cha này từ dưới lên trên, tên này có vẻ vẫn còn trẻ, thân hình gầy gò, đôi mắt nhỏ gian xảo, hơn nửa dáng vẻ hơi bất kham. Cả người giống như con chuột chua rút, lông còn chưa mọc đã biết ra ngoài trêu gẹo nữ sinh. Con chuột thấy có thêm hai cô gái xuất hiện, nhưng anh ta cũng không thèm bận tâm. Anh ta tiếp tục cười đùa với Châu Thanh Dung, hi hi, chị họ, em thật sự là em họ của chị mà, trước đây chị còn từng bế em, sao giờ lại không nhận ra em chứ? Châu Thanh Dung nghiêm túc nói, tôi đã nói với anh rồi, ở đây tôi không có người thân, anh em họ cũng không có. Con chuột này tiếp tục quấy rầy, vậy cô nói cho tôi biết, cô tên gì? Xem có giống với tên của chị họ tôi không? Theo sau là ba thanh niên đi theo hóng hớt, cái tên này chẳng phải đang chơi cái chiêu trước đây chúng ta từng chơi sao? Anh Lâm, chúng ta đi lên giúp đỡ cô gái kia đi, tôi thấy cô gái kia khá xinh xắn, khó trách vướng vào. Người đàn ông được gọi là anh Lâm giơ tay ra hiệu, chờ đấy, đừng lo. Anh ta muốn xem cô gái vừa mắng họ vừa rồi sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Sau khi Hà Tinh Thần hỏi rõ ràng mọi chuyện, cô đặt đồ đạc xuống đất, bước lên phía trước, túng lấy tóc con chuột rồi làm bộ hét lên, Ồ, đây không phải cháu trai của tôi sao? Cháu trai, tôi là bà cô của cháu đây, cháu không nhận ra bà à? cô lớn tiếng đến nỗi những người qua đường đều bị thu hút một số người còn dừng lại để xem con chuột cũng sửng sốt bà thím này từ đâu chui ra vậy hà tinh thần nắm lấy tóc của anh ta tiếp tục lớn tiếng cháu trai cháu tên là chuột bởi vì bà của cháu nói cháu trông giống chuột cháu không nhận ra bà cô nữa rồi hồi cháu còn nhỏ bà cô còn từng đánh cháu cơ mà nhân tiện vấn đề lịch sử của ông nội cháu đã được giải quyết chưa bố cháu sao rồi, đã khỏi bệnh chưa? Ông ấy sắp chết rồi sao? Đứa cháu tội nghiệp của tôi chắc đang phải chịu quả báo. Còn nữa, sau khi ra tù anh trai cháu đang làm gì rồi? Còn trộm đồ nữa không? Khi còn nhỏ cháu từng bị chó cắn, lấy đồ được chưa? Con chuột ngạc nhiên nhìn Hà tinh thần. Một tràng cười phá lên từ đám đông. Ba người cười to nhất lúc bấy giờ là ba người đi theo hóng hớt. Lúc này con chuột mới chợt nhận ra, đây chẳng phải là chiêu của mình sao? Anh ta bị đối phương gẹo ngược lại rồi. Anh ta vừa tức vừa buồn cười, không ngờ cả ngày đi săn đại bạn lại bị mổ vào mắt. Anh ta cố gắng tránh thoát, lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói, cô bị điên à, còn dám giả làm cô tôi. Ai là cháu của cô? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao dám đòi làm cô của tôi? Hà tinh thần kiên trì, tiến lên một bước nói cháu đúng là đồ không hiểu chuyện ngay bà cô và bà của mình cũng không nhận ra đã mấy năm không gặp sao cháu vẫn xấu như vậy hồi nhỏ cháu xấu như khỉ bây giờ cũng vẫn xấu như loài khỉ ngựa đầu óc trì độn lại trở thành một tên côn đồ nhỏ bố mẹ cháu sinh ra cháu thế nào cháu trai tôi đúng là giống không tốt có thời gian thì đi đào phân cũng được còn sinh ra cháu làm cái gì mọi người lại cười rộ lên ngay cả Dương Hoàng Hoàng và Châu Thanh Dung cũng không nhịn được cười theo. Con chuột nhớ lại những gì cô vừa nói với mình, cái gì mà ông nội của anh ta có vấn đề về tiền sử, bố anh ta bị ung thư còn anh trai anh ta thì đi tù, quả thật là không thể nhịn được. Anh ta sáng tay áo trừng mắt nhìn Hà Tinh Thần, "Này con ranh, đừng tưởng cô là phụ nữ mà tôi không dám đánh cô nhé." Hà Tinh Thần nhìn xung quanh, người này thực sự không có đồng phạm, hơn nữa anh ta cũng thuộc dạng gầy đúng lúc có thể luyện tập một chút với anh ta, lợi dụng anh ta trút bỏ nỗi phiền muộn đang tích tụ trong lòng. Con chuột chưa kịp nói xong, Hà tinh thần đã đá vào mông anh ta, vừa đá, tay cô cũng không rảnh rỗi, vùng lên tác mạnh vào mặt con chuột. Con chuột nhất thời sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhận ra mình vừa ăn tác, anh ta hung hãn lao lên vật lộn với Hà tinh thần. Cả Dương Hoàng Hoàng và Châu Thanh Dung đều bị sốc châu thanh dung nghĩ hà tinh thần xung đột với bên kia vì mình cho nên dù sợ hãi đến đâu cô ấy cũng sẽ bước ra để giúp đỡ dương hoàng hoàng theo sau ba người bọn họ vây xung quanh con chuột để chiến đấu trong ba người đòn đánh của hà tinh thần là đen tối và tàn nhẫn nhất hễ cô ra tay là toàn những đòn hiểm con chuột bị đá vào đũng quần mấy lần đau đến mức thở hổn hển dương hoàng hoàng là người khỏe mạnh nhất mỗi cú đấm đều mang sức nặng ngàn cân đánh vào da thịt chỉ có Châu Thanh Dung giống như vật trang trí, thực lực không nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng gần như bằng không. Chỉ vài phút sau, con chuột đã bị cả ba lật nhào xuống đất, kêu là thất thanh. Hà tinh thần dẫm lên ngực anh ta giống như lỗ trí thầm đấu với trấn quan tay, cô vòng tay, tác liên tiếp mấy phát liền, đồng thời chửi rủa thằng oắt con này, bà cô đã bảo cháu học hành chẳng đến nơi đến chốn gì rồi. Hồi nhỏ thích vạch váy của mấy đứa con gái, lớn lên còn dám dở thói lưu manh những cô gái khác trên phố tiếp theo nên vào đồn cảnh sát nhỉ đồ cặn bã như cháu sống làm chi cho lãng phí lương thực không khí hôm nay bà sẽ thay mặt bố mẹ cháu dạy dỗ cháu những người đứng xem cũng sửng sốt hiếm khi thấy một cô gái chiến đấu ác liệt như vậy có người ở bên cạnh khuyên nhủ cô gái nhỏ đủ rồi đừng đánh người ta đến chết hà tinh thần nói thẳng vừa rồi sao mọi người không quan tâm tôi phải dạy cho cháu trai tôi một bài học, các người khỏi cần xía vào. Hà tinh thần tác thêm chục cái nữa, làm gãy hai chiếc răng của con chuột. Vừa lúc đó, năm sáu thiếu niên từ trong ngõ bên cạnh chạy ra, trên tay cầm gậy. Con chuột bị đánh bầm dập cả mặt lập tức trở nên phấn khích khi thấy cứu viện của mình chạy đến. Anh ta lắp bắp gào toán lên, có gan thì đừng chạy, ông đây cho cô biết mặt. Hà tinh thần thấy tình hình này, cô biết mình nên chạy trốn vào lúc này thì hơn phải biết tính toán thiệt hơn cho mình chạy là thượng sách với chút sức lực cuối cùng cô đá mạnh vào háng con chuột con chuột đau đớn vừa ông lấy háng vừa la oai oái hà tinh thần chạy tới lấy đồ đồng thời dục dương hoàng hoàng và châu thanh dung đang sững sờ tại chỗ còn đứng ngay ra đó làm gì chạy mau hai người kia như tỉnh như mộng liều mạng chạy về phía trước hà tinh thần chạy được vài bước sau đó đột nhiên quay đầu lại hét lớn với bộ ba đang hóng hớt này, béo, bí đau, đậu tương, hành động tùy thuộc vào ba người các anh. Tiếp theo đến lượt các anh ra tay rồi, đàn bà phụ nữ bọn tôi chạy trước nhé. Ba người bọn họ, một béo, một lùn, một đầy mụn, biệt danh này cũng tương thích đấy chứ. Ba người được gọi là béo, bí đau và đậu tương thất thần nhìn nhau, đến cuối cùng bọn họ lại bị một cô bé trêu đùa. Giờ có nói bọn họ không phải là bạn thì cũng khó có người tin được. Ba người bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác, đám thiếu niên tưởng ba người bọn họ là đồng bọn với Hà Tinh Thần đã bỏ trốn nên tức giận chuyển hướng sang đánh bọn họ. Ba người bọn họ cũng không phải người ăn chay, trước kia đánh nhau là chuyện thường xuyên xảy ra, hiện tại cũng không thèm giải thích, lập tức đánh trả. Hai bên xô sát một hồi, đánh nhau kịch liệt. Con chuột khàn giọng hô, dừng lại, dừng lại, nhầm rồi, đuổi theo ba con ranh phía trước. Lúc con chuột đứng dậy dẫn một nhóm anh em đuổi theo ba người hà tinh thần, bọn cô cũng đã biến mất không tung tích. Lúc này ba người mới thở hổn hển chạy về thôn. Châu Thanh Dung dừng lại hít một hơi, tinh thần, hoàng hoàng, hôm nay hai người bị thương đều là vì tôi. Dương hoàng hoàng thở hồng hộc, xua tay, không sao, không sao. Hà tinh thần thản nhiên xua tay, cô là bạn của tôi, bạn bè là phải giúp đỡ nhau, đừng bi quan như vậy. Vừa nói, cô vừa giơ ngón tay cái lên với dương hoàng 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 cô khỏe thật đấy tiềm lực chiến đấu rất lớn sau này tôi sẽ dạy cho cô chút kinh nghiệm chiến đấu học xong cô sẽ không sợ bất kỳ ai nữa dương hoàng hoàng hà tinh thần nói tiếp đừng nghĩ đánh nhau là xấu giờ xã hội này không phải một xã hội văn minh pháp quyền đặc biệt là ở vùng nông thôn nơi kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh đàn bà phụ nữ chúng ta không cứng rắn thì chúng ta sẽ bị bắt nạt Thời đại này thậm chí còn tệ hơn môi trường thời thơ ấu của cô, thôn xóm quả thực là một xã hội phức tạp, phụ nữ ở dưới đáy cùng của xã hội phức tạp đó. Nếu không trở nên mạnh mẽ quyết liệt thì sẽ bị vùi dập không ngóc đầu lên được. Ba người vì đánh nhau mà chưa cả ăn trưa, trên đường đi, Hà Tinh Thần lấy bánh gà và bánh bao chia cho hai người, Dương Hoàng Hoàng cũng lấy đồ ăn vặt đã mua ra, Châu Thành Dung không mua gì nên chỉ biết xấu hổ nói, lại ăn không của hai người rồi, bữa sau tôi mời nhé. Dương Hoàng Hoàng nói, không sao, đừng khách sáo như vậy. Hà Tinh Thần cũng nói, sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau thường xuyên hơn, cho nên không cần phải rạch ròi như vậy đâu. Hà Tinh Thần nhớ là bố mẹ của Châu Thanh Dung đã đi cải tạo lao động, tiền lương của họ tự nhiên bị cắt. Giờ thậm chí cô ấy còn nghèo hơn mình. Ba người ăn no nê rồi tiếp tục đi bộ về thôn. Trên sân tuốt lúa đầu thôn, rất nhiều người đang ngồi nói chuyện phím, dưới đất còn có những chiếc bát rỗng người trong làng thích bưng bát đến thăm nhau hoặc tụ tập trên sân tuốt lúa vừa ăn uống vừa trò chuyện ba người đi ngang qua có người quen chào hỏi sao lại đi bộ thế này ăn cơm chưa châu thanh dung lễ phép cười đáp bọn tôi vừa mới lên trấn ăn cơm mọi người cũng vừa mới ăn xong à hà tinh thần cũng chào mọi người ông ngưu dì bạch và cháu gái bảo châu của bà ấy cũng đang ở trong sân đập lúa hà tinh thần lấy ra năm viên kẹo trái cây từ trong cặp sách của mình nhét vào túi của bảo châu chị cho em ít kẹo bảo châu vừa ngạc nhiên vừa lúng túng dì bạch vội vàng lễ phép nói kẹo là vật quý không nên đưa cho con bé giữ lại cho mình đi thật tội nghiệp nhìn cháu gầy gò như vậy hà tinh thần cười nói cháu vẫn còn một ít vừa nhìn liền thích đứa nhỏ này ông ngưu cũng lịch sự nhìn hà tinh thần thêm lần nữa dì bạch nhiệt tình mời hà tinh thần đến nhà chơi hà tinh thần cười nói cháu cũng tính đến nhà dì chơi đợi cháu thu dọn đồ đạc một lát rồi sẽ tới dì bạch cười nói được dì chờ cháu ba người họ trở lại đội thanh niên trí thức và bắt đầu thu dọn đồ đạc hà tinh thần phân chia mọi thứ đồng thời lên kế hoạch trong đầu lần này dì bạch và ngô ngọc phân đều giúp đỡ cô đương nhiên là phải cảm ơn rồi đến nhà chơi cũng không thể đến tay không cô định biếu hai gia đình mấy miếng quà vặt hai gói thuốc lá một gói đường nâu ở quê quà này không rẻ hà tinh thần lấy đồ đi đến nhà dì bạch trước ông ngưu đang bổ củi trong sân nhìn thấy hà tinh thần bưng quà đi tới thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó ông nghiêm túc nói tới chơi là tới chơi cũng đâu phải ngày lễ ngày tết gì mà mang quà tới ông không nhận quà của cháu đâu ngay cả khi hà tinh thần đến nhà ông ngưu chơi thì cũng không quen thân lắm với ông ấy cô nói thẳng ông ngưu ngoại hình ông không đẹp nhưng cách suy nghĩ lại đẹp cháu không mang đồ đến gặp ông cháu đến thăm dì bạch cháu với ông không hợp ngược lại cháu rất thích dì và tiểu bảo châu chuyện giữa phụ nữ chúng cháu tốt nhất ông đừng xen vào ông ngưu trước đây ông ấy cũng từng gặp qua những kẻ ngang ngược nhưng ông chưa từng thấy người nào dám vô lễ như vậy khi đến nhà người ta làm khách bảo châu nghe thấy tiếng động liền chạy ra nhìn thấy là chị gái cho mình kẹo không khỏi hai mắt sáng lên quay đầu đi vào trong phòng hô bà nội chị kẹo tới rồi còn mang thức ăn ngon đến kìa hà tinh thần không ngờ mình đột nhiên trở thành chị kẹo dì bạch đi ra đón bà ấy còn trách móc tiểu hà dì muốn cháu đến nhà chơi sao lại mang theo quà cáp lát nữa phải mang về đấy nhé hà tinh thần đặt đồ lên bàn nói cháu cũng không mang theo thứ gì quý giá chỉ mang theo một ít đồ ăn nhẹ và kẹo cho Bảo Châu ăn dần. "Dì à, hôm qua dì đã nói thay cháu, giúp cháu vào nhà để tìm thấy tiền, được tiêu chỗ tiền đó." Sự nghi ngờ của cháu đã được giải tỏa. "Cháu rất biết ơn, món quà này kể ra cũng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của cháu đâu." Dì Bạch Chân Thành nói, "Ha ha, chuyện nhỏ này không có gì, rất dễ làm, cháu việc gì phải khách sáo thế?" Hà Tinh Thần nói, quy tắc ở chỗ chúng cháu là lần đầu tiên tới thăm nhà của người lớn tuổi tuyệt đối không thể tay không mà đến được nếu không hiểu lễ nghi thì sẽ bị người lớn mắng cháu có đôi mắt to tròn hai mí vừa nhìn là biết ngay vô cùng quan tâm đến mọi người ông ngưu không nhịn được bật cười dì bạch cũng cười tiểu bảo châu cũng cười khúc khích bầu không khí bỗng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều dì bạch cũng ngừng nói về món quà thay vào đó bà ấy hỏi về cuộc sống hàng ngày của hà tinh thần lúc cháu về lưu ngọc kiều có đối xử tốt với cháu không hà tinh thần thản nhiên nói mặc dù hiểu lầm của chúng cháu đã được giải quyết nhưng có lẽ tạm thời cô ấy sẽ không thể thay đổi quan điểm ngay được không sao cả cháu sẽ cho cô ấy thời gian dì bạch nói cháu quả là một người rộng lượng hà tinh thần nói trong cuộc sống luôn có quá nhiều điều không vừa ý chúng ta chỉ có thể tự mình giải quyết hơn nữa cháu đã về nông thôn để hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo, cải tạo những người nông dân nghèo hay tầng lớp trung lưu, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Mình có sứ mệnh lớn như vậy, cho nên mấy việc nhỏ nhặt việc gì phải bận tâm. Dì Bạch thầm thở dài, dù sao đứa nhỏ này còn nhỏ đã bị khẩu hiệu lớn lừa gạt. Nông dân nghèo hay tầng lớp trung lưu còn không tự giáo dục mình đến nơi đến chốn thì làm sao giáo dục được người khác. Ông Ngưu lại không nghĩ như vậy tuổi trẻ có lý tưởng là chuyện tốt hà tinh thần nán lại nhà dì bạch nửa tiếng đồng hồ hai người trò chuyện vui vẻ trước khi cô đi dì bạch và bảo châu không nỡ để cô đi dì bạch muốn giữ cô lại ăn tối hà tinh thần cười nói để hôm khác đi ạ à. sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn cháu còn phải đi thăm chị ngọc phân lần này chị ấy cũng giúp đỡ cháu không ít cháu còn ở nhà chị ấy hai ngày cho nên giờ cháu phải đi rồi Dì Bạch nói, nếu cháu thật sự phải đi, vậy dì sẽ không giữ nữa, lúc rảnh rỗi hãy thường xuyên tới đây chơi. Dì Bạch đứng dậy tiễn khách, sau khi đi ra khỏi sân mới nói, tiểu Hà, đừng chấp nhặt ông Ngưu, ông ấy từ nhỏ đã như vậy rồi, tuy miệng mồm nói khó nghe một chút nhưng thật tâm ông ấy có một trái tim nhân hậu. Hà Tinh thần cười nói, hay, phụ nữ khoan dung độ lượng chúng ta ai lại đi so đo với một ông lão chứ? Ông Ngưu rất giống người thân trong nhà cháu. Ông ấy ngay thẳng chính trực, thẳng thắn nhưng lòng dạ không có hiểm độc, ngọt ngào như mật ông ấy chứ. Dì Bạch vô cùng tán thành, cháu nói rất đúng. Ông Ngưu ở trong nhà cũng nghe thấy, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười, cô gái này miệng lưỡi tuy có chút đanh đá, nhưng nhìn người rất chính xác, hơn nữa còn rất thông minh. Hà tinh thần trở về thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục ghé thăm ngôi nhà tiếp theo. Chồng của Ngô Ngọc Phân, Lưu Cương, không có ở nhà, lúc này cô ấy đang cắt tóc cho con gái mình là lưu trân trân con trai lưu tiểu căng của cô đang chơi khăn trong sân hà tinh thần gọi một tiếng chị lấy một nắm kẹo trái cây từ trong túi ra chia cho hai đứa trẻ ngô ngọc phân nhìn thấy hà tinh thần đang tặng đồ ngọt và quà lập tức nói tiểu hà vốn dĩ chị nên giúp đỡ em sao em phải khách sáo với chị như vậy hà tinh thần nói vật nhỏ này không đáng giá gì chỉ là một chút lòng thành của em thôi, em cũng đưa cho nhà dì bạch, chị đừng khách sáo với em, đẩy tới đẩy lui em cũng không vui đâu. Ngô Ngọc Phân khẽ mỉm cười. Lưu Trân Trân cầm lấy mấy cái kẹo, không thể chờ đợi thêm được cứ thế xé giấy gói nhét viên kẹo vào miệng, Ngô Ngọc Phân vỗ nhẹ cô bé, mắng, sao con lại tham ăn như vậy? Đánh yêu con gái xong, Ngô Ngọc Phân cười nói với Hà Tinh Thần, cũng không biết đứa trẻ này giống ai nữa. Nó nghịch ngợm tham lam, trông chẳng giống con gái chút nào. Hà tinh thần nói, con gái nghịch ngợm sẽ tốt hơn, khi lớn lên sẽ thông minh, quyết đoán có triển vọng. Con trai thì tốt hơn là im lặng ít nói một chút, như vậy sau này lớn lên mới không gây rắc rối được. Ngô Ngọc Phân trông có vẻ ngạc nhiên, thật sao? Đây là lần đầu tiên chị nghe nói như vậy. Hà tinh thần kiên quyết nói, chắc chắn là như vậy. Đây là lời bà bảy của em đã nói, bà ấy rất tuyệt vời bà là chủ tịch liên đoàn lao động đã tham gia cách mạng từ khi còn trẻ và là chủ nhiệm hội phụ nữ ngô ngọc phân rất ngưỡng mộ bà bảy của hà tinh thần ồ nghe tuyệt vời quá trong trí nhớ của hà tinh thần trong gia đình cô đúng là có một bà bảy nhưng đó dường như chỉ là một truyền thuyết cô chưa từng có cơ hội gặp bà ấy tầng lớp của mỗi người đều khác nhau lại ở cách xa nhau nên đương nhiên không thể gặp nhau Họ càng trò chuyện, cô càng cảm thấy gắn bó hơn. Ngô Ngọc Phân mỉm cười nói, Tiểu Hà, trước đây chị đã từng nghĩ em thật thà ít nói, không ngờ lại khá giỏi trong việc đó. Hà tinh thần nói, hay, trước đây em không biết rõ về chị, còn rất sợ người lạ. Sau sự việc này, em thấy mọi người chúng ta rất nhiệt tình với công lý, cho nên cũng từ từ buông tay. Sau này em sẽ mở lòng mình, thực sự hòa nhập vào đại gia đình của chúng ta, không còn tách rời quần chúng như thế này nữa ngô ngọc phân rất hài lòng em nghĩ được như vậy là tốt hà tinh thần nhân cơ hội hỏi ngô ngọc phân về các vấn đề trong thôn xóm ngô ngọc phân cũng nói nhiều giúp hà tinh thần biết thêm nhiều chuyện sau đó cô bắt đầu tán gẫu về những tin tức tầm phào nhân tiện em đã nghe nói về chuyện của vợ lý hồng tinh chị vừa từ nhà cô ấy về đây hà tinh thần mới về nông thôn không lâu tính tình hướng nội không biết rõ mọi người trong thôn nên nói, vợ của Lý Hồng Tinh là ai. Trí nhớ của em không tốt lắm. Ngô Ngọc Phân nói với giọng thông cảm, vợ Lý Hồng Tinh tên là Hà Niệm Đế, là người họ nội tộc nhà em đấy. Hà Niệm Đế này cũng mệnh khổ. Bố cô ấy mất sớm, chỉ còn lại một người em trai trong nhà gia đình. Không ngờ cô ấy lấy phải người khác. Chồng cô ấy là Lý Hồng Tinh là một kẻ vũ phu, cứ dăm ba bữa lại lôi vợ ra làm bao cát, mẹ chồng cô ấy không những không bên vực mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Hà niệm đế thường xuyên bị đánh đến bầm dập mặt mũi, còn đến chỗ chị khóc lóc, chị có cố gắng thuyết phục thì Lý Hồng Tinh cũng chẳng buồn để tâm đến. Hà tinh thần nói, chị, chị là đội trưởng nữ, lời nói của chị rất có trọng lượng, sao bọn họ dám bỏ qua? Ngô Ngọc Phân cười gượng, thôi nào, mặc dù chị là đội trưởng nữ, nhưng cũng chỉ là một chức danh trống rỗng, không phải đại đội trưởng hay kế toán gì nhà người ta có tài chính mạnh dù sao chị đã làm đủ rồi lợi ích không nhiều chị cũng khá nhàn rỗi chị có quản cũng chẳng ai nghe không quản thì lại bảo chị tắc trách dù sao sau lần này chị sẽ kiên quyết từ bỏ ai muốn làm gì thì làm hà tinh thần an ủi ngô ngọc phân vài câu ngô ngọc phân chợt nhớ ra gì đó liền nói nhân tiện chị cũng nhớ ra một chuyện đó là phân bón xã cấp cho chúng ta năm nay không đủ. Đội trưởng và kế toán trương đang vội dục mọi người nghĩ cách. Em nói xem các xã viên phải làm gì bây giờ. Hà tinh thần âm thầm ghi nhớ vấn đề này, nói: chị ơi, phân bón hóa học là chuyện lớn. Mỗi bông hoa trong cây trồng đều phụ thuộc vào phân bón. Việc thiếu phân bón hóa học sẽ ảnh hưởng đến khẩu phần ăn của mọi người. Thanh niên trí thức chúng ta phải nghĩ ra một cách để giúp đỡ chứ. Ngô Ngọc phân cười nói. Các em thì có cách gì được chứ? Có lòng là tốt rồi. Hà Tinh Thần cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, cho nên cô cũng đề nghị rời đi. Sau khi rời khỏi nhà của Ngô Ngọc Phân, Hà Tinh Thần bắt đầu suy nghĩ, giờ là thập niên 70, nếu không có tai nạn thì cô sẽ phải ở lại đây suốt 8 năm. Trong 8 năm có thể đánh đuổi đám quỷ nhỏ đi rồi, nhưng cô cũng không thể cứ chờ đợi thế này. Cô là người thích gây chuyện nên nhân cơ hội này làm gì cũng được một là cải thiện điều kiện sống hai là nhân tiện cũng có thể làm một số việc thiết thực cho dân trong thôn nếu đã muốn làm điều gì đó cô ta phải ở lên được sân khấu của đại đội thanh sơn coi chuyện phân bón lần này là một cơ hội đi hà tinh thần từ nhà họ ngô đi ra vừa lúc gặp một đám trẻ con đang chơi đùa trên bãi đất trống bé trai đang chơi trò chơi chiến tranh bé gái đang nhặt đá một liên lẽ loi đứng ngoài sân nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ Cô bé nhìn thấy Hà Tinh Thần, đôi mắt lập tức sáng lên, chị Tinh Tinh. Hà Tinh Thần cười vẫy tay gọi cô bé tới, Mộc liên sôi nổi chạy tới, từ trong túi Hà Tinh Thần lấy ra ba viên đường nhét vào trong tay cô bé, Mộc liên vui mừng kêu lên, là đường. Lần ăn đường là chuyện nửa năm trước, đường cũng là chị Tinh Tinh cho. Hai hàng lông mày Mộc liên công công, cảm ơn chị Tinh Tinh, em ăn một viên, để lại một viên cho chị và em trai hà tinh thần sợ sợ túi áo bên trong còn có hai viên toàn bộ lấy ra đưa cho mộc liên hai viên này là dành riêng cho em chị thật tốt bụng những đứa trẻ khác cũng dùng ánh mắt hâm mộ đố kỵ nhìn mộc liên cũng có đứa trẻ trông mong nhìn hà tinh thần hà tinh thần vỗ vỗ túi khô quát nói hết mất rồi hà tinh thần sợ sau khi cô đi mộc liên sẽ bị cướp liền nói với cô bé em về nhà đi mộc liên nghe lời nói vâng em về đây Hà Tinh Thần trở lại đội thanh niên tri thức, lúc vào sân, tình cờ gặp Lưu Ngọc Kiều. Cô vội vàng quay đầu đi. Hà Tinh Thần đi tới với gương mặt vô cảm. Lưu Ngọc Kiều ngẫm lại hôm nay Hà Tinh Thần bao lớn bao nhỏ trở về, dùng đều là tiền của cô, càng nghĩ càng nghẹn ngào. Đợi đến lúc ăn cơm tối cũng không có tâm trạng ăn. Hôm nay đầu bếp nấu cơm là ba người Lý Thanh Hải, Trương Tân và Vương Xuân. Lý Thanh Hải chỉ chọn nửa vại nước lý do là nửa vại là đủ dùng chọn nước xong cái gì anh ta cũng mặc kệ chỉ còn hai nữ đồng chí trương tân và vương xuân bận rộn nấu cơm cơm nước xong còn phải là hai cô dọn dẹp nhà bếp và quét dọn vệ sinh ngược lại vương xuân không sao cả dù sao trước kia mọi người cũng như vậy nhưng trương tân có chút không vui ngày hôm qua hà tinh thần người ta đã làm gương tốt cho mọi người dựa vào cái gì các cô không thể như vậy cô ấy vừa định đưa ra kháng nghị lý thanh hải liền nghiêm túc nói đồng chí trương tôi khuyên cô không nên học theo một số đồng chí trước đây cô là một đồng chí tốt nếu cô giống như một số người có thể sẽ không được mọi người hoan nghênh mọi người đều biết vị đồng chí này đang ám chỉ ai trương tân vừa định mở miệng nói vương xuân nhẹ nhàng kéo tay áo cô ấy tiểu trương quên đi dù sao trước kia mọi người cũng đều như vậy chúng ta đừng chấp nhặt với anh ta. Trương Tân lẩm bẩm nói, chính là trong lòng tôi thấy không công bằng, chúng ta ở chỗ này bận trong bận ngoài, anh ta thì ngược lại, chỉ chọn nửa vại nước rồi ngồi bất động ở đằng kia. Vương Xuân thấy nhưng không thể trách, đều như vậy cả mà, nam đồng chí có mấy người biết nấu cơm làm việc nhà. Vương Xuân nói tiếp, Tiểu Trương, cô đừng theo học hà tinh thần, tôi thấy cô ấy hoàn toàn bất chấp tất cả. Thật khiến người ta không ngờ, Trước đây cô ấy là một đồng chí thành thật điềm đạm nho nhã. Trương Tân nhỏ giọng nói, nếu không chết trong im lặng sẽ bùng nổ trong im lặng. Nếu đẩy những người lương thiện vào đường cùng thì họ sẽ nổ tung. Vương Xuân vội vàng thở dài một tiếng, nhỏ giọng một chút, đừng để Lưu Ngọc Kiều nghe được cô đồng cảm với Hà Tinh Thần, nếu không cô sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Lưu Ngọc Kiều là nhân vật dẫn đầu trong nữ thanh niên tri thức, cô ta muốn cô lập ai, những người này cho dù không cô lập theo, cũng không thể giao lưu được với ai tính ra cũng gọi là bị cô lập phần lớn mọi người đều cho rằng nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện thế là phần lớn mọi người đều im lặng trương tân và vương xuân cũng không ngoại lệ trương tân không đưa ra kháng nghị nữa cùng vương xuân dập lửa dọn dẹp nhà bếp quét dọn vệ sinh lý thanh hải cảm thấy rất vui mừng khi thấy dấu hiệu nổi loạn của trương tân bị chèn ép chờ trở lại ký túc xá lý thanh hải khoe khoang chiến tích của mình với mọi người trương tân cũng muốn học tập hà tinh thần bị tôi ấn xuống việc nhà vốn là việc của phụ nữ ép buộc phải kêu cái gì đó phong thái thanh niên tri thức của chúng ta không thể bị họ hà làm hư viên minh cũng nói thật ra hà tinh thần vẫn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện không biết thanh danh tốt đối với phụ nữ mà nói quan trọng bao nhiêu với thái độ này của cô ấy sau này tìm đối tượng cũng vất vả vậy cũng không sao mọi người cứ chờ xem đi ngày hôm sau lại là một ngày mới chung công nhân vừa vang lên hà tinh thần cũng đi theo mọi người cùng nhau bắt đầu đại đội trưởng lưu cao sơn đứng dưới cây liễu lớn ở cửa thôn cầm loa lớn hô mọi người chờ một lát rồi bắt đầu làm việc chúng ta mở một cuộc họp ngắn trước mọi người dừng lại nghe lưu cao sơn nói chuyện là như thế này trước đây chúng ta không phải là làm trại lớn nông nghiệp học ở trên núi khai khẩn một ít đất hoang nhiều loại mấy chục mẫu lúa mạch nhưng vấn đề bây giờ phân bón không đủ dùng quốc gia liền cho chúng ta phê nhiều phân bón như vậy chính mình tích góp từng tí một phân bón lại có hạn mọi người đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp có ý tưởng gì ngay lập tức tới tìm tôi ai giúp đại đội giải quyết vấn đề phân bón người đó chính là công thần của đại đội chúng ta nói tới đây anh ấy nhìn về phía thanh niên tri thức thanh niên tri thức các người cũng giúp nghĩ biện pháp đi có cách tìm cách. Đại đội sẽ toàn lực ủng hộ các người. Đại đội trưởng cũng không có biện pháp, nông dân và chúng ta có thể có biện pháp gì? Mọi người chúng ta tập hợp lại nhặt phân, tích góp nhiều một chút là được. Cô đi nhặt, người khác cũng nhặt. Nào có nhiều phân như vậy. Nhóm thanh niên tri thức cũng bàn luận vài câu, nhưng mọi người cũng không quá quan tâm đối với chuyện này. Hà Tinh thần suy nghĩ trong chốc lát, quyết định buổi trưa sau khi kết thúc công việc sẽ đi tìm Lưu Cao Sơn. Nhiệm vụ hôm nay là đào mương thoát nước, nam và nữ cùng nhau làm. Hà tinh thần cũng vung sẻn đào đất. Tuy rằng lực của cô không lớn, nhưng rất biết dùng khéo léo, làm ra dáng. Châu Thanh Dung cũng ở bên cạnh cô, hai người đang chăm chỉ làm việc. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói lớn nói phát ra, tiểu hà tiểu chu, nhìn cánh tay cẳng chân nhỏ của các cô xem, nào làm được việc nặng như vậy, tôi khuyên hai người mau mau tìm một người đàn ông có khả năng giúp các cô làm việc, mà còn yêu thương các cô đi. Mọi người nói có phải hay không? Mọi người ở đây cũng cười theo. Hà tinh thần vừa ngẩng đầu, thấy người nói chuyện là Lý Ngân Phát, ông già này đã hơn 50 tuổi, ngày thường ngoài miệng cũng hay nói đùa, thích nói đùa với cháu dâu trong thôn. Ngô Ngọc Phân cũng nghe thấy, nghiêm túc nói, anh Lý, anh đùa giỡn với những người như chúng tôi thì thôi, sao có thể đùa giỡn như vậy với các cô gái trẻ? Lý Thanh Hải và Viên Minh lặng lẽ nhìn nhau, vẻ mặt hả hê như cười trên nỗi đau của người khác. Mấy nữ thanh niên tri thức Lưu Ngọc Kiều cũng đang chú ý tình huống bên này. Hà tinh thần không phải rất lợi hại sao, lần này xem cô làm sao bây giờ? Lý Ngân Phát này chính là một tên mặt dày mày dạng cũng không dễ chọc. Hà tinh thần với vẻ mặt giễu cợt, xúc lên một sẻn đất ném lên trước mặt Lý Ngân Phát lớn tiếng nói, "Ông già, nếu ông đã biết được rõ ràng như vậy, là bởi vì bị ông được rất nhiều đàn ông yêu thương qua sao?" Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo chợt cười rộ lên. Lý Ngân Phát vốn tưởng rằng cô gái nhỏ da mặt mỏng nhất định sẽ ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu, nào ngờ Hạ Tinh Thần lại dũng mãnh như vậy. Ông ấy lau đất trên mặt, nhếch miệng, cười hì hì nói, "Cô gái này sao lợi hại như vậy?" Hạ Tinh Thần chạy đến bên người Ngô Ngọc Phân nói, chị Ngọc Phân, ông già này luôn thích nói những lời không đứng đắn kia. Không phải là bắt nạt chúng ta là nữ đồng chí đó sao? Ngô Ngọc Phân đã sớm bất mãn với Lý Ngân Phát, miệng lưỡi lão già khốn kiếp này ai cũng nói được, trong miệng toàn rác rưởi. Tất cả các cô gái và con dâu trong thôn đều không làm phiền ông ấy, chỉ là mọi người đều không muốn tiếp chuyện với ông ấy, và cũng không ai coi trọng ông ấy. Hiện tại có người đứng lên, mọi người cũng không khỏi xoa tay, nóng lòng muốn thử. Hà tinh thần dẫn đầu hành động, tiến lên một bước, nhổ nước miếng vào mặt dạ của Lý Ngân Phát. Mọi người! Lý Ngân Phát vừa rồi còn cười hì hì, lúc này cũng tức giận. Hà tinh thần phát chế người, ở chỗ chúng ta, ai đùa dẫn coi thường với các cô nương trẻ tuổi, chúng ta sẽ nhổ nước miếng, đàn ông nếu tức giận thì chứng tỏ hắn lòng dạ hẹp hòi không phải đàn ông. Ngô Ngọc Phân tiếp lời, đúng vậy, nếu ai giận thì không phải đàn ông. Hà tinh thần cổ động nói, mọi người còn thất thần làm gì? Tôi đề nghị mọi người đoàn kết và dạy cho ông ấy một bài học, hãy cho ông ấy biết rằng con gái chúng tôi không dễ gây rối. Đám vợ thím này nháy mắt ra hiệu, sau đó đồng loạt xông lên, muốn ấn tóc Lý Ngân Phát, Lý Ngân Phát cũng lúng cuốn, không phải, đám đàn bà lòng lan dạ hổ các cô kéo tôi làm gì? Đàn ông nhà các cô chẳng lẽ còn không thỏa mãn được các cô sao? Ôi, đừng gãi ngứa tôi hà tinh thần ở bên cạnh nghĩ ra chủ ý hôm nay chúng ta chơi tới bến luôn đi chơi trò chôn người mới mẻ chính là đào hố lấp ông ta vào được cứ làm như vậy mọi người cùng nhau dùng sức đẩy lý ngân phát vào trong rãnh vừa đào xong hà tinh thần dẫn đầu nhanh chóng dùng xẻng lấp đất lên người lý ngân phát vừa lấp lại vừa hát bạn một xẻng tôi một xẻng để cho tên lưu manh ông chết ông lẳng lơ thì tôi lấp đất để cho vợ ông làm quả phụ mọi người mau tới đào cùng chôn rồi về nhà mỗi vụ mùa là một bông hoa, tùy vào ông ấy quản lý ngôi nhà. Bầu không khí đột nhiên trở nên sôi động, tiếng len ken này khá trôi chảy. Vì vậy, bạn một sẻn tôi một sẻn và cùng chôn gần hết thân thể của Lý Ngân Phát. Thậm chí có người còn dùng chân dẫm lên. Lý Ngân Phát chỉ có đầu lộ ra bên ngoài, khang cả giọng kêu lên, cô đừng đùa nữa khi con trai của Lý Ngân Phát là Lý Triều Đông và Lý Triều Tây nghe thấy tiếng kêu ngay lập tức vội vàng chạy tới ngăn lại, Hà tinh thần hô lớn, ồ, anh Lý, có hai người đàn ông đến thương ông. Anh em họ Lý hung hăng trừng mắt với Hà tinh thần một cái. Lý Triều Đông Lý Triều Tây lôi người cha già ra khỏi đất, không ngừng phủi đất lên người, sau khi phủi đất xong thì dặn dò một chút. Sắc mặt người xị xuống rồi rời đi. Nhân viên ghi điểm vương lão thất cũng nghe được động tĩnh, liền đi tới lớn tiếng nói các cô các cậu đang làm gì vậy làm nhanh lên nếu không tôi sẽ cho điểm thấp hết mọi người nhanh chóng phân tán ra tiếp tục làm việc nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười đắc ý mọi người ghé tai và thì thầm ông già này đáng bị như vậy ai đã khiến ông ấy nói như vậy hà tinh thần kia dường như biến thành một người khác vậy trước đây không phải như vậy hay là trước kia là giả vờ một cô gái nhỏ quá lợi hại cũng không tốt, không có người con trai nào thích. Về phía nam thanh niên trí thức, mọi người đều vô cùng im lặng. Hà Tinh thần này đã thực sự thay đổi. Các nữ thanh niên trí thức có ý kiến khác nhau, có người tán thưởng Hà Tinh thần vì họ cũng khó chịu với những người như Lý Ngân Phát, nhưng họ không dám lên tiếng. Có người hả hê khi người gặp họa, có người âm thầm chờ chế giễu. Châu Thanh Dung đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại lo lắng tinh thần sau này cô cũng nên cẩn thận một chút bọn họ đều là người địa phương chúng ta không thể dây dưa với bọn họ dương hoàng hoàng cũng nghĩ như vậy hà tinh thần thờ ơ nói tôi chỉ đùa với ông ấy một chút thôi tôi không có xúc phạm ông ấy nên không sao đâu buổi trưa tan làm hà tinh thần không trực tiếp quay lại đội thanh niên tri thức mà đi thẳng đến nhà lưu cao sơn lưu cao sơn nhìn thấy hà tinh thần thì có chút kinh ngạc tiểu hà cô cần tôi giúp gì sao Hà tinh thần đi thẳng vào vấn đề nói, đại đội trưởng, tại buổi họp sớm nay anh có nói. Để cho đại đội chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết việc phân bón, trong lúc lao động, tôi thực sự đã nảy ra một ý tưởng, dự định ngày mai sẽ đến nhà máy phân bón hóa học số 1 trong huyện đi xem tình hình. Lưu Cao Sơn nghi hoặc nhìn Hà tinh thần, chưa từng nghe nói cô gái này trong nhà có xưởng sản xuất phân bón hóa học. Anh ngập ngừng hỏi, Tiểu Hà, cô có người quen ở nhà máy phân bón hóa học sao hà tinh thần giả vờ thần bí việc này còn chưa xong tôi cũng không thể đảm bảo trước được dù sao thì tôi cũng phải làm thử đại đội trưởng tôi được lãnh đạo kêu gọi về nông thôn để xếp hàng tôi muốn cống hiến chút sức lực của mình để xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới xin anh viết cho tôi một lá thư giới thiệu tôi đi thử xem nếu thành công thì tất cả mọi người đều vui vẻ cho dù thất bại cũng không có mất mát gì, anh nói xem có đúng hay không. Lưu Cao Sơn nghĩ đi nghĩ lại thấy không có vấn đề gì to tác, nếu như được thì quá tốt, mà không được thì anh ta cũng chẳng mất gì. Chỉ là một lá thư giới thiệu và một ngày nghỉ thôi mà. Dù sao dạo này cũng không bận rộn lắm, chắc cũng không sao. Lưu Cao Sơn vui vẻ thoải mái viết cho Hà Tinh Thần một lá thư giới thiệu. Hà Tinh Thần nói cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi. Khi Hà tinh thần quay trở lại đội thanh niên tri thức, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Châu Thanh Dung gọi cô tới, tinh thần, tôi đã chuẩn bị cơm rồi, cô mau ăn đi. Cơm nước xong xuôi, Hà tinh thần cùng Châu Thanh Dung và Dương Hoàng Hoàng đi rửa bát. Sau bữa trưa, mọi người về nghỉ trưa và đi làm lúc 1 giờ 30 phút chiều. Hà tinh thần trở về ký túc xá ngủ một giấc cho đến khi chuông báo đến giờ làm việc kêu lên mới ngáp dài một cái, dậy tùy tiện rửa mặt rồi cùng mọi người đi làm không biết vì sao người dân trong xã lại phát hiện ra chuyện hà tinh thần tới chỗ lưu cao sơn xin thư giới thiệu có người tò mò tới hỏi thăm hà tinh thần đành miễn cưỡng trả lời đúng là có chuyện như vậy cháu định đi nhà máy phân bón hóa học thử vận may xem sao dì bạch quan tâm hỏi hang tiểu hà cháu có người quen ở nhà máy hóa học không thế dì nói cháu nghe những người ở đó cực kỳ kiêu căng ai cũng mắc cao hơn đầu coi thường người nông thôn như chúng ta hà tinh thần nói cháu muốn thử một lần xem sao ạ à, dù sao đây cũng là tâm huyết của đội thanh niên tri thức chúng cháu rất nhiều người đều cảm thấy hà tinh thần không biết lượng sức mình đều chờ để cười nhạo cô nhưng hà tinh thần không quan tâm cô vẫn chuyên chú hoàn thành công việc của mình cô mặc dù mặc kệ nhưng bên này đám nam thanh niên tri thức lại như ông vỡ tổ viên minh vẻ mặt kích động nói sao mà cô ta có thể thể hiện rõ ràng như vậy đội trưởng còn chưa có biện pháp gì mà cô ta đã nghĩ ra thật sao dù giả vờ tích cực thì cũng cần có chừng mực thôi chứ lý thanh hải phụ hòa, không phải chứ cô ta nghĩ cô ta là ai chung sơn cười cười một cách chế nhạo các anh đừng nói như vậy biết đâu cô ấy thực sự có cách thì sao mọi người đều khinh thường mà hừ một tiếng mọi người vừa đào mương vừa sôi nổi thảo luận sau khi đào một vòng hai bên liền ghép lại với nhau chung sơn mỉm cười hỏi hà tinh thần đồng chí hà nghe nói cô định đại diện đội thanh niên tri thức chúng ta đến nhà máy phân bón hóa học để đàm phán hà tinh thần thản nhiên trả lời đúng là tôi định làm thế nhưng không phải lấy tư cách của đội thanh niên tri thức tôi chỉ lấy tư cách là bản thân mình thôi lý thanh hải vội vàng chế nhạo tôi khuyên cô nên từ bỏ việc này đi người khác đều không làm được cô thì làm được gì hà tinh thần khinh thường liếc lý thanh hải một cái trực tiếp nói luôn tôi không làm được, vậy anh làm được sao? Tôi ít nhất còn muốn đi thử một lần, nhưng anh thì sao? Trừ bỏ việc ngồi đây đâm chọc nói bóng nói gió thì anh làm được gì chưa? Anh thật sự chẳng được việc gì, chỉ có ăn cơm là giỏi nhất, đã ngu ngốc còn tưởng rằng mình cực kỳ thông minh à. Mọi người đều cười lớn. Lý Thanh Hải mặt đỏ bừng. Viên Minh lên tiếng bảo vệ Lý Thanh Hải, đồng chí Hà, Thanh Hải cũng vì nghĩ đến cô nên mới nói thế, Sao cô có thể như thế? Hà Tinh thần, sao lại là anh vậy, anh uống nước biển lớn lên hay sao mà bao đồng quá vậy, chẳng lẽ xe phân đi qua nhà anh cũng phải chạy ra nếm xem mặn hay nhạt sao? Mọi người, sao trên đời lại có người có thể mắng người khác trân tru như vậy được chứ? Mọi người im lặng một lúc rồi bật cười. Viên Minh tức giận cũng không được mà cười cũng không xong. Việc bọn họ đấu khẩu cũng lan sang dân làng, đám đông không ngừng cười vang thậm chí có người còn cố tình đến nói với ông ngưu ông ngưu ơi ông đã có người kế vị rồi sao ông không nhận đồng chí hà làm con gái ông luôn ông ngưu mắng biến đi mọi người lại cười ở nông thôn vốn ít hoạt động giải trí hà tinh thần cũng xem như đã cống hiến cho dân làng được một chút niềm vui suốt buổi chiều trên cánh đồng không ngừng vang lên những tràng cười mọi người cười nói thở dài đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dông nước biển không thể đông đến, ai mà ngờ được hà tinh thần trước kia lúc nào cũng trông vừa thật thà, vừa ngốc nghếch lại như vậy chứ. Trong đội nam thanh niên trí thức, Lý Thanh Hải và Viên Minh cảm thấy vô cùng bực bội, lần nào cãi nhau cũng thua hà tinh thần. Bọn họ lớn từng này cũng chưa từng phải chịu ấm ức đến như vậy. Triệu Thanh Minh nhìn bọn họ bị chịu khổ như vậy thì không nhịn được cười. Hà tinh thần này cũng thật thú vị, không nhìn được liền nhìn Hà Tinh Thần thêm vài lần. Chu Thành vốn là người luôn nhạy cảm với ánh mắt của người khác, cô lặng lẽ nói với Hà Tinh Thần, Tinh Thần, Triệu Thanh Minh nhìn cô mấy lần rồi đó. Hà Tinh Thần thản nhiên nói, đấy là ánh mắt ngưỡng mộ đó, cô làm quen giận đi. Châu Thanh Dung Ngày hôm sau Dương Hoàng Hoàng và Châu Thanh Dung đều phải đi làm chỉ có một mình Hà Tinh Thần đi đến thị trấn. Châu Thanh Dung lo lắng, nhiều lần dặn dò cô phải cẩn thận hà tinh thần đã viết một bức thư cho chị họ hà tâm nguyệt nhờ một người dân làng đặt mua giúp cô một ít hoa quả khô và trà về phần người nhà của mình ở bên kia sau khi suy nghĩ một lúc cô quyết định chưa viết thư vội ngày hôm sau tờ mờ sáng hà tinh thần đã tỉnh dậy rửa mặt thu dọn rồi chuẩn bị lên đường châu thanh dung cũng lập tức thức dậy thấy mọi người chưa có ai tỉnh liền nhỏ nhẹ khuyên nhủ hà tinh thần tinh thần cô vất vả kiếm tiền rồi tiết kiệm cũng không dễ dàng gì nghĩ cho bản thân mình thêm một chút, đừng một lòng nghĩ cho Hồ Gia Hoa nữa. Trên đường đến thị trấn phải đi qua xã Sao Đỏ, Hồ Gia Hoa làm việc tại đội thanh niên trí thức ở đó. Yêu đương vốn là chuyện mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người trong cuộc u mê còn người ngoài cuộc thường tỉnh táo. Châu Thanh Dung cảm thấy Hồ Gia Hoa không phải người tốt nên muốn khuyên nhủ tinh thần vài câu. Hồ Gia Hoa Hà tinh thần lúc này mới sửng sốt nhận ra, đó vốn là người yêu của cơ thể này không nhắc tới thì thôi nhắc tới cô lại thấy tức giận được rồi khi xong việc cô nhất định sẽ xử lý tên hồ gia hoa này cô cười nói cô yên tâm đi tôi đã tỉnh ngộ rồi sẽ không mù quáng trợ cấp cho anh ta nữa đâu muốn lợi dụng cô sao kiếp sau cũng đừng nằm mơ tới chẳng những vậy cô sẽ tìm được bằng cơ hội đòi lại tất cả mọi thứ mà hồ gia hoa đã lấy đi của cô châu thanh dung nghe vậy mới yên tâm phần nào hy vọng cô thật sự hiểu ra đừng để tên hồ gia hoa kia lời ngon tiếng ngọc dụ dỗ nữa hà tinh thần quay lại ký túc xá sách cặp rồi lên đường trong đó có một bao thuốc lá một túi trà nhỏ một phên đường lương phiếu tiền và một lá thư hà tinh thần đeo cặp trời khỏi đội thanh niên tri thức khi đi đến giữa thôn thì tình cờ gặp được một vài dân làng dậy sớm cô chào hỏi họ một cách lịch sự có người hỏi cô đi đâu sớm thế này hà tinh thần cười đáp cháu lên huyện ạ à. vừa nghe tin cô muốn đi lên thị trấn có người lại bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn trong đó có thím dương cười hỏi tiểu hà lên huyện có thể mua giúp thím một vài thứ được không hà tinh thần liếc nhìn thím dương người này rất thích lợi dụng người khác những việc nhỏ thích nhờ vả mua đồ hộ nhưng thường xuyên kỳ kèo đưa tiền muộn dần dần mọi người trong thôn xóm đều không thích giúp đỡ bà ta thím dương nghĩ rằng có thể nhờ vả được hà tinh thần vì trong cô còn ít tuổi lại đến từ thành phố nên bà ta mới ngập ngừng dò hỏi hà tinh thần cười như không cười nói cháu mua giúp thím cũng không vấn đề gì nhưng thím đưa cháu tiền trước đã thím dương vẻ mặt phức tạp trả lời một cách kỳ quái tiểu hà sao cháu lại nhỏ mọn như vậy thím cũng đâu có không trả tiền cháu hà tinh thần cháu chưa bao giờ là người nhỏ mọn ít nhất cháu cũng chưa bao giờ quỵt tiền người khác khi người khác mua đồ giúp thím dương cháu làm vậy cũng vì mọi người đã dặn dò cháu sợ rằng cháu còn ít tuổi dễ xấu hổ sẽ bị lừa gạt những người trong đại đội của chúng cháu cũng đều là những người đơn giản thím dương không vui nói cháu không mua hộ thì để thím tự mua vừa nói bà ta vừa bực bội rời đi hà tinh thần thậm chí còn không thèm liếc nhìn bà ta nhanh nhẹn đi tiếp hà tinh thần quyết định đi vào thị trấn trước xem trong thị trấn có xe lừa hay xe bò không sau đó trả họ một ít tiền để đi lên huyện giá mà có một chiếc xe đạp thì sẽ tiện hơn nhiều đi được khoảng nửa tiếng hà tinh thần nghe thấy tiếng chuông xe đạp phía sau vang lên cô quay đầu lại thì thấy một cô gái cao ráo khỏe mạnh tóc cắt ngắn mặt đỏ bừng trông rất quen cô gái kia hớn hở chào hỏi hà tinh thần cô không nhận ra tôi sao tôi là lưu hắc ni đại đội trưởng là chú họ của tôi đó hà tinh thần tỏ vẻ mình nhận ra cô ấy nhưng thực sự cô không nhận ra tất nhiên là tôi nhận ra cô rồi cô cũng đi lên huyện sao lưu hắc ni lắc đầu tôi không lên huyện tôi đến nhà gì nhưng có thể cho cô đi nhờ một đoạn hà tinh thần cũng không khách sáo nữa mau chóng leo lên yên sau xe đạp lưu hắc ni ngạc nhiên kêu lên sao cô nhẹ vậy ngồi lên xe mà không chút cảm giác nào Hà tinh thần nói, cô đừng lo, tôi đang cố gắng tăng cân, sang năm sẽ tăng cân, mục tiêu của tôi là tăng 20 cân. Cô hiện tại chỉ hơn 80 cân, không thể như vậy được. Ít nhất cũng phải 100 cân trở lên. Người nhẹ như vậy. Người khác có thể đá bay chỉ bằng một nhấc chân. Lưu Hắc Ni nghe được kế hoạch tăng cân nghiêm túc của Hà Tinh Thần mà phi cười. Dù hai người không quá thân quen nhưng cũng không ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của hai người lưu hắc ni tò mò hỏi cô thật sự đến nhà máy phân bón của huyện à ừ đúng vậy việc này có khả thi không có được hay không thì phải thử mới biết được ừ tôi tin cô làm được hai người trò chuyện suốt chặng đường cũng dần cảm thấy thân thiết hơn hà tinh thần khá thích tính cách của lưu hắc ni thẳng thắn hào phóng lại đơn giản lưu hắc ni cũng cảm thấy rất thích hà tinh thần cô gái này vừa hiểu biết vừa khéo léo nhưng vẫn khiêm tốn và hào phóng. Hai người tạm biệt ở ngã tư, Lưu Hắc Ni đi đến nhà dì cô dọc theo con đường này, còn Hà Tinh Thần thì đi lên huyện. Lưu Hắc Ni nói, có thời gian thì tới nhà tôi chơi nhé. Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đến chơi với cô. Từ đây đến huyện còn có 5 cây số, Hà Tinh Thần đi một mạch đến đó. Sau khi hỏi hang dò đường một hồi, cuối cùng cô đã đến được nhà máy phân bón số 1. Nhà máy phân bón hóa học nằm ở phía đông của huyện, chiếm một diện tích không nhỏ, ngoài cửa có lính gác, người lạ không được tùy tiện ra vào. Hà tinh thần nán lại ở cửa một lúc, đang tính gần người bảo vệ. Lại nhìn thấy một dì béo đang loay hoay sách hai rổ đồ ăn tiếng về phía nhà máy. Trong đầu cô ngay lập tức xuất hiện một ý tưởng, cô nhiệt tình đi tới hỗ trợ, dì ơi, dì mua nhiều rau thế ạ. À? Để cháu giúp dì sách nhé dì béo chỉ cười cười nói không không dì vẫn có thể tự xách được hà tinh thần biểu hiện chân thành dì ơi để cháu giúp dì bà nội từ nhỏ đã dạy cháu phải giúp đỡ kính già thương trẻ nếu bà nội biết cháu không nghe lời bà phát hiện ra sẽ mắng cháu mất dì cười cô bé cháu thật nhiệt tình bà nội của cháu là một người bà tốt vừa nói vừa đưa cho hà tinh thần một chiếc giỏ nhẹ hơn Hà Tinh Thần đương nhiên cũng theo dì vào nhà máy phân bón. Người bảo vệ ở nhà máy phân bón cũng không hỏi một câu nào. Sau khi vào nhà máy phân bón, dì liếc nhìn Hà Tinh Thần, cô bé, cháu là người học việc mới phải không? Hà Tinh Thần không chút giấu dến, nói sự thật, cháu tên là Hà Tinh Thần, cháu là người trong đội thanh niên tri thức của tỉnh ở trong đại đội Thanh Sơn của xã Thanh Hà. Đại đội của chúng cháu năm ngoái đã khai hoang một vùng mới, nhưng không có đủ phân bón dân làng lo lắng quá cháu cũng cảm thấy sốt ruột nên đến nhà máy phân bón xem thử dì béo cảm thấy buồn cười thì ra cô bé này có lòng riêng làm mình tưởng cô bé ấy là công nhân mới tới nhà máy nhưng dì béo cũng không cảm thấy chán ghét ngược lại còn cảm thấy cô bé này chân thành và rất nhiệt tình dì ngậm ngùi nói đồng chí tiểu hà dù là phân bón hóa học nhưng sản phẩm này việc tiêu thụ là do quốc gia thống nhất bán bao nhiêu đều có quy định cụ thể dì muốn giúp cháu cũng không giúp được sắp đến nhà của dì rồi cháu vào ngồi chơi uống miếng nước hà tinh thần uyển chuyển từ chối dạ thôi dì ạ à, cháu còn muốn đi hỏi người phụ trách liên quan thấy cô từ chối dì cũng thôi không thuyết phục nữa nhưng không đành lòng nên vẫn nói nhân tiện ông già nhà dì là quản lý kho hàng cháu có thể hỏi ông ấy hà tinh thần ánh mắt sáng lên chợt hỏi dì ơi xem cháu này nói chuyện cùng dì nãy giờ cháu quên mất chưa hỏi tên của dì và chú không quan trọng dì họ quan chồng dì họ trương gọi là trương vệ quốc dì phải về nhà nấu cơm không đi cùng cháu được dì sẽ chỉ chỗ cho cháu tìm ông ấy dì quan nói xong liền chỉ cho hà tinh thần đường đến kho hàng tốt quá rồi cháu cảm ơn dì hà tinh thần nhìn theo bóng lưng của dì quan một lúc mới xoay người tìm đường đi đến kho hàng Cô không vội đi tìm Trương Vệ Quốc mà đi một vòng quanh nhà kho, nhà kho này khá lớn, cỏ dại xung quanh cũng tươi tốt hơn những nơi khác rất nhiều, có lẽ là do đất đai màu mỡ hơn chăng. Sau khi quay lại, Hà Tinh Thần đã có sẵn một kế hoạch trong đầu. Cô tìm đến lối vào chính của nhà kho và nhìn thấy một ông già gầy gò khoảng 50 tuổi đang cúi đầu uống trà. Cô bước tới, lễ phép chào hỏi, "Xin chào chú Trương." "Cháu tên là Hà Tinh Thần." dì quan bảo cháu đến gặp chú trương vệ quốc ngẩng đầu nhìn thấy đó là một cô bé xa lạ không khỏi sửng sốt khi bị gọi tên nhưng chỉ có thể đáp lại ồ tiểu hà dì quan của cháu kêu cháu tới tìm chú có việc gì vậy hà tinh thần vội vàng lấy trong cặp ra hai hộp thuốc lá đưa cho ông trương vệ quốc sửng sốt nhưng vẫn cầm lấy hà tinh thần tiếp tục giải thích mục đích chuyến thăm của mình chú trương sự việc là như thế này cháu là một thành viên trong đội thanh niên tri thức của đại đội Thanh Sơn, chúng cháu hưởng ứng lời kêu gọi về nông thôn để được cải tạo. Nói thật, trong 6 tháng qua từ khi cháu về nông thôn cháu đã thực sự được giáo dục, nông dân của chúng ta quá khổ sở. Họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lúc nào mồ hôi cũng vã ra như tắm. Họ đã làm việc vất vả cả năm trời, lương thực chỉ đủ trang trải cuộc sống hiện đại đội của chúng cháu đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, thiếu phân bón. Mọi người đang tích cực tìm cách giải quyết vấn đề này. Cháu cũng ra ngoài tìm cách, trên đường tới vô tình cháu giúp dì sách giỏ, khi bạn về vấn đề này, dì rất thông cảm nên bảo cháu đến gặp chú, xin chú hãy góp ý giúp cháu, cũng như cho cháu chỉ dẫn ạ. À. Trương vệ quốc liếc nhìn hà tinh thần, đồng chí à, tấm lòng của cháu rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, thành thật mà nói, chú cũng không thể giúp gì được cho cháu. Chú chỉ là một người quản lý kho hàng thôi, dù chú có muốn cũng không giúp được cháu rồi. Hà tinh thần nói, chú Trương yên tâm, cháu sẽ không làm khó chú đâu. Chú thử nghe ý kiến của cháu xem nhé. Cháu thấy có dại xung quanh nhà kho đặc biệt tươi tốt, có nghĩa là đất ở đây rất màu mỡ. Chú có thể cho cháu giúp chú quét dọn kho hàng. Rồi dùng rác ở đây đem đi làm phân bón được không? trương vệ quốc nhìn hà tinh thần không còn lời nào để nói như vậy cũng được hả hà tinh thần nhìn ông bằng ánh mắt chân thành lấy trong cặp ra một túi trà nhỏ nhét vào tay ông chú trương chú quan tâm đến những nông dân nghèo chút nhé mỗi mùa vụ đều rất quý giá tất cả đều nhờ có phân bón nếu cây trồng không được chăm sóc tốt sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của mọi người cháu sẽ giúp chú dọn dẹp nhà kho chú cứ nghỉ ngơi trước Trương Vệ quốc suy nghĩ một lúc, chỉ là dọn dẹp thôi, cũng không vi phạm quy định, được rồi, cháu có thể dọn dẹp. Nhưng chú nói trước, những thứ rác thải này sẽ không màu mỡ như cháu nghĩ đâu. Cháu hiểu rồi. Hà Tinh thần suy nghĩ một lúc, nhà máy có hơn 10 phòng khác nhau, một mình cô không thể dọn hết được, hơn nữa cô cũng không mang theo dụng cụ dọn dẹp. Hôm nay đúng thật là không tiện. Cô quay lại tìm chú Trương, "Chú Trương, thế này đi." cháu về làng nói với trưởng làng sáng mai sẽ đi cùng vài người đến dọn dẹp hôm nay cháu không mang dụng cụ lại chỉ có một mình rất bất tiện đầu tiên thì chào hỏi một tiếng sau đó chú có thể nói bọn cháu là họ hàng xa của chú đến để giúp đỡ công việc dọn dẹp thế có được không trương vệ quốc suy nghĩ một chút rồi nói cũng được lát nữa tôi sẽ nói với bảo vệ cháu là người quen của mẹ chú đến để phụ giúp dọn dẹp trước khi rời đi hà tinh thần nhét số thuốc còn lại vào trong tay trương vệ quốc chú trương chú còn gì không hiểu thì hỏi bảo vệ nhé số thuốc này cháu không biết dùng để cháu giữ rất lãng phí trương vệ quốc mỉm cười cô gái này rất có năng lực sau khi rời khỏi nhà máy hà tinh thần đi gửi thư trước sau đó đến thăm xưởng rồi đến nhà hàng ăn trưa ăn uống no nê cô đi dạo một lúc thì nhìn thấy một chiếc xe chiếc xe đang chạy theo hướng Hồng Ưng, cách đại đội Thanh Sơn 2 km, giá vé là 3 đồng. Hà tinh thần về đến làng, liền đi đến nhà Lưu Cao Sơn, vừa vào cửa, cô vội nói, trưởng làng, cháu có cách rồi. Hai vợ chồng Lưu Cao Sơn và Bảo Xuân Hoa ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó nhìn Hà tinh thần, thật sao? Cháu có cách rồi sao? Hà tinh thần mỉm cười, từ từ nói, cháu vừa từ nhà máy trở về, có gặp chú Trương, là người phụ trách nhà máy cháu đã thử xin chú ấy và nhờ chú giúp đỡ mọi người trong làng chúng ta chú trương tốt bụng nên đã đồng ý giúp đỡ chúng ta có thể giúp chú dọn dẹp các kho hàng trong nhà máy những thứ bỏ đi đó chúng ta có thể tái chế lại hoặc dùng làm phân bón bác trưởng thôn rác còn có thể làm phân bón nữa sao đương nhiên là có thể cháu cũng đã xem qua những nhà kho trong nhà máy có khu bị cỏ dại mọc um tùm có nghĩa là chỗ đó đất đai rất màu mỡ, trong đó có hơn 10 gian. Mỗi lần công nhân chuyển phân bón đều bị rơi vải ra ngoài, lâu ngày thì sẽ thành một lớp phân dày. Lưu Cao Sơn trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu, cháu nói rất đúng. Vậy ngày mai bác sẽ nhanh chóng cử người đi ngay, đề phòng có người nghĩ ra cách này, phỏng tay trên chúng ta. Lưu Cao Sơn lập tức đứng dậy, chú đi thông báo cho thành viên ủy ban đến họp các thành viên trong ủy ban gồm có lưu cao sơn trương đại hà vương lão thất và ngô ngọc phân sau khi nghe thông báo tất cả các thành viên trong ủy ban đều có mặt vừa mới bước vào phòng thứ đầu tiên họ nhìn thấy là hà tinh thần đang ngồi trong văn phòng họ không khỏi ngạc nhiên lưu cao sơn không muốn nói nhiều thấy các thành viên ủy ban đã đến đông đủ liền đi vào vấn đề chính hôm nay hà tinh thần đã đến nhà máy của huyện giúp chúng ta lấy một mẻ phân từ rác mọi người bọn họ nghe được nửa câu đầu chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy rác từ nửa câu cuối phân bón làm từ rác là cái gì chứ hà tinh thần giải thích là rác trong kho chứa phân bón hóa học cháu đã nhìn thấy rồi nó có tác dụng bón phân rất hiệu quả còn hơn là nhặt phân khắp nơi mọi người đều đồng thanh cũng phải ngô ngọc phân vui vẻ khen hà tinh thần một câu tiểu thần em thông minh thật đó cô mỉm cười lưu cao sơn nhìn mọi người hỏi vậy được rồi nhưng nguồn lao động phải làm sao đây mọi người sẽ đưa ai đi trương đại hà dẫn ai đi cũng được tốt nhất là đưa những người đàn ông trẻ khỏe nhất làng hà tinh thần tôi là người đề xuất vậy tôi cũng phải đi theo phải không trưởng làng lưu cao sơn gật đầu ừm cháu cũng phải đi hà tinh thần tiếp tục nói nhưng trong đoạn chỉ có nam nữ giới như cháu thì quá bất tiện cháu không quen con trai trong làng cháu nghĩ nên đưa hắc ni và ngọc phân đi cùng lưu cao sơn ngạc nhiên bác hỏi lại cháu quen biết với hắc ni sao ban sáng chúng cháu có gặp nhau cô ấy chở cháu đi bằng xe đạp cháu nghĩ cô ấy là người rất có cá tính thể lực cũng rất tốt rất thích hợp với công việc này không cần nói nhiều chị ngọc phân có thể xem là người chỉ sau trưởng làng một bậc là người biết ăn biết nói có thể giúp đỡ nhiều cho chúng ta dù sao cử ai đi cũng được lưu cao sơn cũng không quan tâm lắm nên cũng đồng ý được vậy thêm hai người họ vào danh sách đi hà tinh thần nói chuyện xong liền rời đi ngay những chuyện khác là của ủy ban người ta cô không nên xen vào hà tinh thần vừa ra ngoài người dân trong làng tò mò kéo nhau đến hỏi thăm tiểu hà cô thấy cháu vừa bước ra từ nhà trưởng làng ông ấy tìm cháu làm gì cháu đã có cách rồi sao? Hà tinh thần giả vờ thần bí, trưởng làng muốn cháu tạm thời giữ bí mật. Đến lúc đó mọi người sẽ biết. Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của hà tinh thần làm cho người dân càng tò mò. Hà tinh thần cũng không nói thêm gì, mỉm cười rời đi. Cô nói rằng trưởng làng muốn giữ bí mật, nhưng lại không kéo dài được lâu. Lưu Cao Sơn phải sắp xếp người đi lao động nên việc này phải thông báo giải thích đến tất cả người dân trong làng mọi người nghe xong đều bàn tán to nhỏ có người hỏi liệu rác thải từ nhà máy phân bón có tác dụng hay không có người nói hà tinh thần là người có năng lực nói sẽ đi đến đó nên họ sẽ tin ngày mai ngoại trừ ba cô gái duy nhất là hắc ni ngô ngọc phân và hà tinh thần thì tất cả những người còn lại đều là nam cháu trai của lưu cao sơn là lưu bình an còn có triệu chí giang hồng trường sơn và ông ngư phụ trách lái xe Người dân trong làng đều vây quanh hỏi thăm, ông Ngưu nghe vậy có chút mất kiên nhẫn, Câu mày nói, có ít hay không, ngày mai chúng tôi lấy về thì mọi người sẽ biết. Dù sao cũng không tốn tiền, cứ thử thôi, bỏ chút công sức thì có làm sao. Mọi người nghe nói cũng đúng. Sau khi Hà Tinh Thần tách khỏi nhóm ủy ban, cô đến nhà Hắc Ni. Nhà Hắc Ni có một cái sân lớn phía trước, một con chó mực lớn, nhìn dữ dằn lắm, nhưng bị trói ở góc sân, nhìn cô đầy hăng hái. Hà tinh thần nắm chặt tay nắm cửa, nếu có một con chó nhảy ra, cô sẽ đóng cửa lại ngay lập tức. Cô lên tiếng gọi Hắc Ni. Hắc Ni nghe cô gọi, liền đi ra mở cửa, nhìn thấy Hà tinh thần, cô nhiệt tình mời Hà tinh thần vào nhà. Tiểu Hà, em tới rồi. Mau vào trong đi. Hà tinh thần cười nói, em không vào đâu. Em tới để nói cho chị một tin, là thế này, Ngày mai chúng ta sẽ đi đến nhà máy phân bón thu gom rác từ đó. Em, chị và chị Ngọc Hân đều có trong danh sách. Em tới nói cho mọi người một tiếng. Đúng như cô dự đoán, Hắc mi rất mừng, nhanh chóng nói, chị không nghĩ là có em nữa đó. Hà tinh thần cười tranh ma, thật ra trong danh sách đó chỉ có em là con gái thôi. Nhưng em đã đề nghị để cho hai chị đi cùng. Trong làng này, chỉ có hai chị thân với em. Hắc Ni nghe Hà Tinh Thần nói thì lại càng vui mừng. Hà Tinh Thần tiếp tục nói, "Còn một chuyện nhỏ nữa. Lần này chú Trương là người trông coi nhà máy, chú ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Em không muốn ngày mai chúng ta quay về với bàn tay trắng. Có thể trưởng làng sẽ chuẩn bị ít rau. Chúng ta cũng mang theo để tặng chú ấy, xem như là tình cảm của chúng ta." Hắc Ni thấy Hà Tinh Thần nói cũng đúng, cô gật đầu, "Được đó." lát nữa chị sẽ nói với chú. Vậy 6 giờ sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ cây liễu đầu làng. Sáng hôm sau, Hà tinh thần dậy sớm, tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Khi cô vừa đến chỗ cây liễu đầu làng thì ông Ngưu đã đứng chờ ở đó rồi. Một giỏ rau được đặt trên xe bò là rau muống, tỏi tây, cải dầu. Bên cạnh chồng một lớp bao tải dày cộm, dùng để đựng rác, chổi, xẻng, hốt rác và các dụng cụ khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hà tinh thần hài lòng với những dụng cụ đã được chuẩn bị trước mắt, trong nhà có người già, nếu có đồ tốt gì, trưởng làng đã chuẩn bị sẵn. Ông Ngưu sẵn đó khoe khoang, đúng là giới trẻ, năng nổ thật đó, tốt lắm. Hai người nói chuyện một lúc thì Hắc Ni đạp xe đến. Cô chống chân xuống đất, lấy trong túi sách ra một chiếc bánh kết và một quả trứng luộc đưa Hà tinh thần, em chắc chưa ăn sáng nhỉ chị có mang đến cho em nè hà tinh thần ngại ngùng nhận lấy cảm ơn chị đúng thật là em chưa ăn sáng trong khi bọn họ nói chuyện ngô ngọc phân cùng những người khác cũng đã có mặt đầy đủ ai có xe đạp thì đi xe đạp ai không có xe thì đi xe bò các người lớn khác trong làng đang đi chợ tâm trạng của họ hình như rất vui vẻ họ vừa đi vừa nói chuyện dọc đường hà tinh thần ngồi sau xe hắc ni còn ông ngưu ngồi xe bò dưới ánh nắng ban mai vừa ló dạng, họ cùng đi đến nhà máy phân bón. Từ đại đội Thanh Sơn đến thị trấn, đi bộ phải mất 3 đến 4 tiếng, đi xe đạp có thể hơn một tiếng đồng hồ. Xe bò di chuyển không nhanh, gần 2 tiếng mới đến nơi, khi đến nơi đã gần 8 giờ sáng. Hà tinh thần đi trước, đưa điếu thuốc cho người gác cửa nhà máy, chào chú, cháu là họ hàng xa của chú Trương Vệ Quốc, là quản lý kho hàng, cháu đến đây để phụ chú ấy làm việc người gác cửa liếc nhìn hà tinh thần thăm dò rồi nhìn ra đám người phía sau cô ngoại trừ ông ngưu những người còn lại đều lo lắng sợ người gác cửa này không cho vào đêm qua trương vệ quốc cũng đến nói trước với họ nên những người gác cổng này không làm khó nhóm hà tinh thần để hà tinh thần đăng ký tiện tay cho họ vào sau khi bước qua cổng nhà máy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm tất cả đi theo hà tinh thần cô dẫn họ vào nhà kho trương vệ quốc vừa mới đến nhìn thấy hà tinh thần ông ta mỉm cười chào hỏi hà tinh thần chào cháu cháu đến sớm thế hà tinh thần hiện tại mọi công việc trong kho đang rất bận rộn nên cháu muốn nhanh chóng vận chuyển phân bón để có thể bón phân cho cây trồng nhanh nhất có thể chú trương khi cháu về làng người dân rất biết ơn chú nói rằng chú là người lao động rất tốt bụng đối với những người nông dân nghèo như họ đây thực sự là một điều tuyệt vời trương vệ quốc mỉm cười trong lòng đang cảm thấy ấm bụng trong khi cô nói chuyện những người khác để giỏ rau xuống đất hà tinh thần mỉm cười chú trương đây là chút tấm lòng của bà con tặng chú ăn thử trương vệ quốc nhanh chóng xua tay không muốn nhận không được chú không thể nhận được chú cũng không làm được gì nhiều giúp ích cho bà con cũng không cần khách sáo như vậy hà tinh thần mỉm cười huých tay trương vệ quốc một cái chú trương cháu đã nói với người gác cửa chúng ta là họ hàng với nhau đã diễn thì phải diễn cho trót chứ hơn nữa đây cũng là tấm lòng biết ơn của người dân dành cho chú cũng không đáng giá bao nhiêu nhưng từ xa mang đến đây cũng không thể mang tất cả trở về được trương vệ quốc nhìn những giỏ rau củ tươi ngon trước mặt sao có thể không muốn chứ hiện tại hà tinh thần còn giúp ông tìm ra lý do ông cũng không có gì phải lo lắng nữa cười cười cũng được vậy chú nhận nhưng lần sau đừng khách sáo như vậy nữa mọi người im lặng nhìn hai người họ trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ có lẽ trước đây họ đã đánh giá thấp hà tinh thần rồi hà tinh thần giới thiệu ông ngưu ngô ngọc phân và những người khác cho trương vệ quốc chú trương đây là trưởng làng lưu cao sơn còn đây là ngô ngọc phân có thể xem cô ấy là phó trưởng làng cũng được xin chào xin chào trương vệ quốc bắt tay với lưu cao sơn rồi mỉm cười gật đầu với ngô ngọc phân sau khi làm quen với nhau trương vệ quốc lấy chìa khóa mở cửa nhà kho được rồi mọi người nhanh chóng dọn dẹp đi cùng dọn dẹp thôi hà tinh thần vung tay chỉ huy mọi người làm việc chúng ta sẽ dọn dẹp từng phòng một nhất định phải dọn thật sạch sẽ không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào tất cả cầm dụng cụ lên bắt đầu làm việc sàn nhà đều là vôi và trấu có chỗ đã lâu không được dọn dẹp nên bị phủ một lớp bụi dày, rất nhiều phân đã dính đầy và thấm ở đó. Mọi người đều hưng phấn làm việc. Không ngờ trên mặt đất lại phủ đầy phân hóa học, trong không khí cũng có trộn lẫn mùi phân hóa học. Đây là phân bón miễn phí không cần tiền mua, cũng không cần chờ phê duyệt mới được sử dụng. Dưới sự chỉ huy của Hà Tinh Thần, mọi người đều hăng say làm việc. Người dọn dẹp, người phụ trách xúc phần bỏ vào bao, mọi người nhanh chóng hiểu ý và hợp tác ăn ý với nhau. Nhà kho rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giống như Hà Tinh Thần đã nói, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Ông Ngưu nóng lòng muốn đào ba thước đất lên. Dọn phòng này xong tiếp dọn các phòng kho tiếp theo. Hà Tinh Thần phân công nhiệm vụ cho từng người, dẫn Hắc Ni và Lưu Bình An ra ngoài. Cô hỏi Trương Vệ Quốc, chú Trương, cháu thấy đất bên ngoài rất màu mỡ, chúng ta có thể đào mấy bao đất mang về được không trương vệ quốc suy nghĩ như vậy được sao nhưng ông cũng đồng ý với hà tinh thần được chứ nếu muốn cháu có thể đào hà tinh thần tiếp tục phân nhiệm vụ cho mọi người đào đất chỉ được đào lớp đất trên cùng sau khi vất vả cả buổi sáng hơn chục nhà kho đã được dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài đào được năm bao đất lớn trương vệ quốc khóa cửa nhà kho lại chuẩn bị về nhà sẵn tiện ông mời mọi người mọi người chắc cũng kiệt sức hết rồi, sao không đến nhà tôi, chúng ta cùng ăn cơm. Hà tinh thần lịch sự từ chối, cảm ơn chú, nhưng mà bọn cháu có đem theo cơm hộp. Lát nữa bọn cháu sẽ quay trở lại đây, khi nào rảnh cháu sẽ tới thăm chú với bác gái. Chú Trương cười nói, khi nào rảnh thì cháu ghé. Sau khi mọi người chất đồ lên xe, ông ngưu lái chiếc xe chất phân ra ngoài. Người gác cửa nhướng mày, liếc nhìn theo chiếc xe hà tinh thần nhìn thấy vậy lên tiếng giải thích chúng cháu đã giúp chú trương dọn dẹp cái đó chỉ là rác thải bụi bặm trong các nhà kho thôi với lại đất ở đây màu mỡ chúng cháu định sử dụng nó làm phân bón chú có thể kiểm tra nó đương nhiên người gác cửa phải kiểm tra lại đây là nhiệm vụ của anh ra anh ta kiểm tra một cách thô bạo nhưng chỉ phát hiện toàn rác và còn có mấy bao đất anh nhìn hà tinh thần dò xét Hà tinh thần mỉm cười, cô nhét hộp thuốc lá vào tay người gác cửa, đáp trả lại, bọn cháu gây rắc rối cho chú rồi. Vậy là mọi người rời khỏi nhà máy một cách suôn sẻ. Tất cả thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Rời khỏi nhà máy phân bón, đoàn người đều tự giác thả lỏng thân thể, bầu không khí như cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi người ai cũng chuẩn bị lương khô, ông ngưu bèn tìm nơi dừng chân bảo đoàn người nghỉ ngơi, ăn chút lương khô rồi hẳn đi tiếp trương tiểu năng lưu bình an và bốn người khác khá thân thiết với hà tinh thần còn nhiệt tình mời cô nếm thử lương khô mà bọn họ mang theo hắc ni và ngô ngọc phân cũng để cô làm một miếng sau cùng ông ngưu mạnh bạo nhét vào trong tay hà tinh thần một chiếc bánh kết và miếng dưa muối ông nói ăn đi gì bạch của con làm đấy cho con một phần hà tinh thần thẳng thắn nhận lấy đồng thời phân chia suất bánh quy và bánh trứng gà mà mình chuẩn bị cho mọi người. Đoàn người vừa gặm lương khô vừa nói chuyện phím, Tiểu Hà, em giỏi thật đấy, em đã hoàn thành được một việc lớn cho đại đội của chúng ta. Nơi này mà trác rưỡi gì chứ? Tất cả đều là bảo bối đấy. Đúng vậy, còn không cần phải bỏ tiền, chúng ta lấy hết đồ về, đoàn người kia chẳng phải sẽ buồn nổ ruột à. Cũng có người lo lắng sốt ruột, nhỡ đâu cũng có đội khác biết rồi bắt chước chúng ta theo vào đây thì làm sao bây giờ? Hà tinh thần đáp lời, đừng lo, chúng ta giữ mối quan hệ tốt với bảo vệ nơi này là được, cách một khoảng thời gian lại cử người tới đây quét dọn một lần. Tôi đồng ý. Ăn uống no nê, đoàn người tiếp tục xuất phát. Hà tinh thần vẫn đi xe đạp Hắc Ni về. Trên đường quay lại, Hắc Ni dần cởi mở hơn, tinh thần, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 17 mới 17 thôi á, vẫn còn trẻ nhỉ, chị 19 tuổi rồi, lớn hơn em 2 tuổi, về sau phải gọi chị là chị nghe chưa? Chị hắc ni. Ha ha. Cô ấy cười khoan khoái. Lúc đại đội trở về mọi người chưa một ai tan tầm, thế mà vừa đặt chân đến thôn xóm đã có người nhìn thấy bọn họ, không cần tiếp đón, cả tá người chạy ào ào từ ruộng tới bao quanh lấy đại đội. Này ông Ngưu, sao ông mang về nhiều thứ thế? Cái này là đồ bỏ đi thật ư? Ông Ngưu mở mấy cái bao ra cho họ xem. Những người có mặt đều là nông dân nên họ có thể biết đó có phải là phân bón hay không, bọn họ sờ sờ, ngửi ngửi rồi lại dùng tay vân vê, không khỏi kinh ngạc thốt lên, trong đó quả thực có phân bón hóa học. "Nào để tôi nhìn xem." "Ờ đúng thật này, chú mau ngửi thử xem, mùi u rê rất rõ." "Tiểu Hà giỏi quá đi thôi." đang lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi thì lưu cao sơn và trương đại hà đi tới mọi người vội vàng nhường đường cho hai người tiến vào lưu cao sơn dùng tay nặng nặng sau đó cúi đầu ngửi rồi nở nụ cười rất hài lòng tốt lắm rất tốt mọi người đều vất vả rồi tuy trong lòng ông ngưu tràn đầy đắc ý nhưng trên mặt vẫn là ý cười nhạt nhàng ông liếc hà tinh thần một cái chúng ta đâu có mất bao công sức lần này may mà có tiểu hà ra tay trương đại hà cũng nhìn qua phía cô khen ngợi đúng thế đồng chí tiểu hà quả là người có ý chí sẽ kiên quyết không nhường tuy rằng là một nữ đồng chí nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đa số người đàn ông khác hà tinh thần không quá muốn tự hào hà tinh thần mỉm cười đáp trả kế toán trương quá khen anh cũng là người đàn ông có chí lớn đó nha tuy là kế toán nam nhưng tài của anh cũng chẳng thua kém gì kế toán nữ hết tập một